thần y trở lại, Ngô Bình. chương 276 không đơn giản vậy đâu. Anh, nhóm người hôm qua đã tới tận nhà tìm em, bảo là có lô hàng quý. Ngô Bình cao mày, nếu họ không phải lũ ngốc thì thừa biết chúng ta đã phát hiện ra hàng giả từ hôm qua rồi, sao vẫn dám mỏ đến nhỉ? Đường tử di, em không biết, nhưng họ cho người mang đến một bức thư pháp, em nhờ người kiểm tra thì là hàng thật. Hả, Ngô Bình thấy rất lạ, rốt cuộc họ đang có ý đồ gì. Đường tử di, anh rảnh thì qua đây một lúc đi. Ngô Bình, được, tôi sẽ đến ngay. Ngắt máy xong, anh không ở lại ăn với Trần Lăng Sương nữa mà tới nhà họ đường. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách của Sơn Trang Vân Đình. Đường Minh Huy cầm bức thư pháp mà lưu luyến không rời. Ngô Bình vừa đến, người đó đã lạnh mặt rồi cười hỏi, đây là... Đường tử di, đây là anh Ngô, bạn của tôi. Ngô Bình gật đầu với người đàn ông rồi cười nói, nghe nói có một bức thư pháp quý nên tôi mới qua xem. Đường Minh Huy đưa ngay cho Ngô Bình rồi nói, Ngô Bình, cháu thấy bức này thế nào? Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, đây là một bức tranh cuốn, anh không hiểu về thư pháp lắm, nhưng bức này thật sự có hơi hướng của chiều đường. Anh lại nhìn chữ viết thì thấy nó có ý cảnh đặc biệt, đây là một năng lực mới sau khi anh có thần giác nhưng anh đã phát hiện ra một điểm kỳ lạ của bức họa này anh quan sát thêm một lúc rồi nói hay là tác phẩm của từ vị đồ tốt sau đó anh hỏi người đàn ông ông có bao nhiêu bức như thế này audio điện tử võ tấn bền người đàn ông bình thản đáp đây chỉ là một trong các món đồ cổ mà tôi có thôi thật không Ngô Bình gật đầu, đồ tốt thế này có càng nhiều càng tốt. Người đàn ông cười nói, tôi cứ để bức này ở đây trước, hôm khác tôi sẽ mang thứ khác tới sau. Sứt lời, ông ta đứng dậy ra về, đường Minh Huy tiến ra tận cổng. Người đó vừa đi, Ngô Bình đã mở bức thư pháp ra, sau đó gỡ cái máy nghe lén bé xíu ra. Anh ra hiệu cho đường Minh Huy giữ im lặng, sau đó quan sát một lúc rồi để nó về vị trí cũ. Tiếp đến, anh gọi đường Minh Huy và đường Tử Di sang một phòng khác rồi cười lạnh nói, bọn này không tốt đẹp gì đâu, chắc định gây bất lợi cho nhà họ đường. Đường Minh Huy hiếu kỳ hỏi, họ muốn gì? Định lừa chúng ta ư? Ngô Bình lắc đầu, không đơn. chương 277 không lẽ đến chính quyền cũng không giúp gì được sao? Ngô Bình, vậy nhờ ông điều tra giúp tôi được không? Đinh Thượng Hiền cười khổ nói, được, cùng lắm là nửa tiếng nữa, tôi sẽ trả lời cậu. Ngô Bình ngắt máy xong, Đường Tử Di hỏi, không phải họ thì là ai nhỉ? Ngô Bình hỏi cô ấy, cô bảo có bạn giới thiệu đúng không, bạn nào thế? Đường Tử Di, bạn thân của em. Ngô Bình, sao cô ấy biết những người đó? Đường Tử Di, bạn em bảo cô ấy đã mua nhiều đồ cổ của họ để làm quà biếu. Ngô Bình không phát hiện ra vấn đề, đành nói, đành chờ tin của Đinh Thượng Hiền vậy. Không lâu sau, Đinh Thượng Hiền đã gọi tới. Ông ta nghiêm giọng nói: "Cậu Ngô, không biết vì sao mà nhà họ Đường lại bị tham lang để mắt tới rồi. Tham lang, Ngô Bình cao mày, đó là tổ chức gì? Tham lang hay còn gọi là tham lang biệt, họ chuyên dùng thuốc để khống chế suy nghĩ của con người. Giờ họ đang nhắm đến nhà họ Đường, không lâu nữa sẽ ra tay. Sau đó sẽ khống chế nhân vật chủ chốt trong gia tộc để đạt được mục đích di rời tài sản của nhà họ Đường." ngô bình vừa ngạc nhiên vừa tức giận đám đó đúng là to gan vô pháp vô thiên đinh thượng hiền chúng tôi chỉ làm nghề lừa lọc thôi còn họ thì dựa vào võ thuật để làm chuyện đó để đạt được mục đích sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào cậu ngô tôi phải nhắc cậu la tham lang có cao thủ cảnh giới tiên thiên và cả đống tông sư cảnh giới thần tôi khuyên cậu không nên đối đầu với họ ngô bình không nên đối đầu ư đinh thượng hiền đúng vậy nhưng tôi sẽ phao tin để tham lang biết các cậu đã biết lai lịch của họ, để xem họ có từ bỏ ý định không. Ngô Bình, dám có ý đồ xấu với nhà họ đường, chuyện này e không đơn giản rồi. Đinh Thượng Hiền thở dài, cậu Ngô, nếu bên kia không chịu bỏ cuộc thì phải đối đầu thôi. Kiểu này tôi nghi là tham lang có thế lực lớn trốn lưng, không thì chỉ một mình họ sẽ không dám mạo hiểm lớn vậy đâu, vì họ định ra tay với nhà họ đường như ăn cướp ban ngày mà. Thế lực khác ư, ngô bình hít mắt lại cảm ơn ông tôi hiểu rồi ngắt máy xong ngô bình nhăn mặt lại giang hồ nguy hiểm hơn anh tưởng chỉ có một thế lực mà dám quang minh chính đại ra tay với một gia tộc mạnh như nhà họ đường đến gia tộc hàng đầu này mà còn không bảo vệ được mình thì liệu có ai trên đời này an toàn được nữa anh ngẫm nghĩ rồi nói hôm nay tôi sẽ ở lại sơn trang vân đình đường minh huy cũng dự cảm ra điều bất ổn nên nói ngô bình Nhà họ Đường cũng có nhiều mối quan hệ lắm, giờ chúng ta phải làm gì? Ngô Bình lắc đầu, phe địch là thế lực giang hồ, các mối quan hệ của nhà ta không giúp gì được đâu. Tạm thời chúng ta cứ đến đâu hay đến đó thôi. Đường Tử Di bỗng thấy rất lo sợ, không lẽ đến chính quyền cũng không giúp gì được sao? Chương 278 Ngô Bình mới biết được uy lực thật sự của nó. Nhà họ Đường có qua lại với chính quyền Vân Kinh và cả tỉnh đó cũng là lý do vì sao nhà họ có thể đứng vững vàng nhiều năm qua. Ngô Bình lắc đầu, nếu chính quyền ra mặt thì đương nhiên tham lang không dám manh động, nhưng họ có thể bảo vệ chúng ta bao lâu, một năm hay mười năm. Đường tử di tái mặt, vậy thì công lý ở đâu? Ngô Bình an ủi, đừng lo, có tôi đây rồi. Anh gọi điện bảo cương tử đưa Hồng Lăng tới để phòng bất chắc. Sau đó, anh bảo đường Minh Huy và đường Tử Di cố ý nhắc đến điện tham lang điện gần máy nghe lén. Xong xuôi, anh bắt đầu học kiếm với Hồng Lăng. Kiếm pháp của cô ấy rất sắc sảo. bây giờ Ngô Bình đã đột phá cảnh giới thần và đã thông hết kinh mạch cấp 3 trên toàn cơ thể, theo lý thuyết thì anh sẽ thi triển tốt hơn cô ấy. Hồng Lăng nghe thấy Ngô Bình muốn học kiếm từ mình thì cười nói, anh Ngô Bình, kiếm pháp của em khó lắm đấy. Ngô Bình, có khó hay không thì phải học mới biết được. Nói rồi, anh lấy một thanh kiếm cổ bằng đồng ra, trên thanh kiếm có hoa văn hình một con rồng, dùng khả năng xuyên thấu có thể nhìn thấy thanh kiếm này tạo ra một đường kiếm khí dài nửa mét vô hình, đúng là tuyệt phẩm. Sau đó, Ngô Bình đã thật sự học theo từng chiêu thức của Hồng Lăng, còn cô ấy cũng chuyên tâm truyền thụ. Trí nhớ của đôi mắt xuyên thấu rất đáng kinh ngạc, Ngô Bình đã nhớ ngay sau một lần xem. Ngoài ra, nhờ đã đả thông kinh mạch cấp 3 và học theo Hồng Lăng nên anh học rất nhanh. Hơn một tiếng sau, Hồng Lăng đã phải há hốc miệng vì bây giờ, Ngô Bình đã có thể áp đảo được mình về mặt kiếm thuật. Sư phụ bảo em là thiên tài kiếm đạo, nhưng em thấy phải là anh mới đúng, Hồng Lăng tâm phục khẩu phục rồi dựng ngón tay cái với Ngô Bình. Ngô Bình, tu vi của anh cao hơn em, vẫn phải luyện kiếm pháp này nhiều. Ngô Bình tập trung luyện kiếm, trời đã tối lúc nào không hay, còn kiếm pháp của anh đã vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm pháp của Hồng Lăng rất đơn giản, chỉ có 9 chiêu thức, nhưng Hồng Lăng mới chỉ học được 7 chiêu nên Ngô Bình cũng thế. Trong lúc luyện kiếm, anh phát hiện khi mình truyền chân khí màu vàng vào kiếm thì kiếm khí sẽ dài hơn 1 mét. Nhưng mắt thường không thể thấy được. Lạ thật, kiếm khí này là gì vậy? Ngô Bình thầm nghĩ. Các chiêu thức đều khó theo độ tăng tiến, uy lực cũng sẽ mạnh hơn. Luyện bộ kiếm pháp này xong, Ngô Bình mới biết được uy lực thật sự của nó nhưng so với người luyện kiếm từ nhỏ như hồng lăng thì người anh không tỏa ra sát khí mạnh như cô ấy vì hồng lăng có sát khí nên từng đường kiếm của cô ấy mới sắc bén như vậy không lâu sau đường tử di đã chạy tới gọi ngô bình và hồng lăng vào ăn cơm ngô bình vừa định đi vào thì chợt khựng lại anh nhìn về phía vườn hoa thì thấy có bóng người vụt qua anh không nhiều lời mà nhấc thanh kiếm lên sông qua đó sau cảnh giới thần anh không còn thi triển toàn lực nữa chỉ nhảy một cái đã bay xa cả mười mấy mét như mũi tên vào vườn hoa. Có một người đàn, chương 279, cô ấy là Hồng Lăng, em gái tôi. Ngô Bình không cảm thấy ác ý từ phía đối phương nên đáp, sư phụ tôi sống ẩn giật, nói ra thì ông cũng không biết. Người đàn ông khẽ gật gù, tôi họ Kiều, cứ gọi tôi là ông Kiều. Ngô Bình, ông đến nhà họ đường làm gì? Có liên quan gì tới tham lang không? Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu cũng biết tham lang ư. Xem các người đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch, tôi phí công rồi. Ngô Bình nhìn ông ấy chằm chằm, ông không phải người của tham lang ư. Tôi không liên quan gì tới họ hết. Người đàn ông cười nói, tình cờ tôi biết được tham lang có ý đổ xấu với nhà họ đường, nhưng không đành lòng nhìn nhà họ sụp đổ nên định đến nhắc nhở. Ngô Bình thở vào một hơi, khi đôi mặt, anh đã biết người này đang ở trên cảnh giới tiên thiên, thiên. Có thể là vua võ trong truyền thuyết hay chính là cao thủ cảnh giới huyền. Anh không có cơ hội thắng nào nếu phải giao đấu với người này, may mà ông ấy không phải kẻ thù. Ngô Bình thu kiếm lại rồi chắp tay với đối phương, "Là tôi hiểu lầm, thất lễ rồi." Người đàn ông mỉm cười nói, "Không sao." Ông ấy ngập ngừng một lát rồi hỏi, "Chắc cậu là cao thủ nhà họ Đường mới tới hả? Tôi hỏi cậu, cậu đã có cách đối phó với Tham Lang chưa?" Ngô Bình lắc đầu, tạm thời chưa. Ông Kiều nói, tham lang điện không phải một thế lực giang hồ bình thường đâu, có một nhân vật lớn hậu thuẫn cho họ đấy. Ngô Bình cao mày, nếu họ dám động đến nhà họ đường thì tôi sẽ san bằng cả tổ chức. Ông Kiều cười ha hả nói, cậu cũng nóng tính đấy, nhưng tôi thích. Sau đó, ông ấy chỉ vào vị trí anh luyện kiếm ban nãy rồi hỏi, cô bé ban nãy có quan hệ gì với cậu? Ngô Bình, cô ấy là Hồng Lăng, em gái tôi. À, ông Kiều cười nói, cô bé có tư chất rất khá, có sư phụ không? Ngô Bình có. Ông Kiều lập tức tỏ vẻ thất vọng, thế à, tiếc quá. Ngô Bình chớp mắt nói, chắc ông cũng nhìn ra cốt cách thần tiên của cô ấy đúng không? Ông Kiều ngạc nhiên nói, cậu cũng biết à? Ha ha, xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi. Ngô Bình, sư phụ của Hồng Lăng bỏ mặc cô ấy luyện kiếm ở nơi hoang vắng. Nếu ông chịu nhận cô ấy làm đồ đệ, thì sẽ là một chuyện đáng mừng với cô ấy. Ông Kiều hào hứng nói, cậu có thể thuyết phục cô ấy nhận tôi làm sư phụ không? Ngô Bình mỉm cười, để tôi thử, nhưng nếu tôi giúp ông thuyết phục được cô ấy thì ông có thể giúp nhà họ đường không? Ông Kiều bật cười rồi nói, chuyện nhỏ, ông ấy lấy một cái thẻ bằng gỗ ra rồi ném cho Ngô Bình. chương 280 Đồ Nhi Hồng Lăng bái kiến sư phụ. Nếu người của Tham lang điện đến, cậu cứ dơ ra cho họ xem là họ sẽ rút ngay, ông Kiều nói một cách rất điềm nhiên. Ngô Bình thầm thấy kinh ngạc, xem ra ông ấy có lai lịch rất lớn. Anh vội nói, "Chờ tôi một chút." Anh nhanh chóng đi vào nhà ăn rồi kéo Hồng Lăng đang đánh chén ngon lành ra ngoài, cô ấy bực bội nói, "Anh Ngô Bình, em còn chưa ăn xong mà." "Lát ăn tiếp," anh kéo cô ấy ra ngoài rồi nói, "Hồng Lăng, anh quen một người rất giỏi, không biết em có muốn nhận người đó làm sư phụ không?" ngô bình tò mò hỏi tại sao ngô bình vì người đó là vua võ hồng lăng ngạc nhiên vua võ ngô bình gật đầu nhìn cô ấy anh thấy nếu em bái ông ấy làm sư phụ thì tương lai sẽ rất sáng hồng lăng chu mỏ lên không em chỉ muốn đi theo anh thôi ngô bình cười nói bái sư có cần phải đi đâu xa đâu hồng lăng không cần đi ư đương nhiên trong lúc đó Ngô Bình đã kéo Hồng Lăng đi tới vườn hoa, ông Kiều vẫn đứng đó. Ông Kiều, đây là Hồng Lăng, cô ấy đã đồng ý nhận ông làm sư phụ rồi, nhưng cô ấy còn nhỏ nên không muốn xa nhà. Ông Kiều vui vẻ nói, không sao, mỗi năm tôi dạy cô bé vài hôm là đủ rồi. Và lại, hành tung của tôi cũng bất định, không thể đưa cô bé đi phiêu bạt giang hồ được. Hồng Lăng quan sát ông Kiều rồi hỏi, ông muốn làm sư phụ của tôi ư? Ông Kiều cũng nhìn cô ấy, càng nhìn càng thích nên gật đầu nói, ừ, cháu có đồng ý không? Hồng Lăng nhớn mày nói, muốn nhận tôi làm đồ đệ thì phải đỡ được kiếm của tôi đã. Sứt lời, một đường kiếm sắc bén đã lao về phía ông Kiều. Đối mặt với đường kiếm như rồng ấy, ông Kiều không hề nhúc nhích, tay phải ông ấy giơ lên, kiếm của Hồng Lăng như đã bị khống chế nên vòng ra ngoài, còn cô ấy thì lảo đảo suýt ngã. Ông Kiều cười nói, đường kiếm này của cháu đầy sát ý, nhưng tiếc là thiếu linh động và biến hóa. Hồng Lăng ngạc nhiên nhìn ông ấy rồi hỏi, ông giỏi thế, có phải là vua võ không? Ông Kiều cười nói, cũng có thể coi là vậy, cách tu hành của tôi hơi khác người. Này cô bé, cháu có đồng ý nhận tôi làm sư phụ không? Hồng Lăng gật đầu rồi thu kiếm lại, sau đó vòng tay lại, đồ nhi Hồng Lăng bái kiến sư phụ. Ông Kiều rất vui, vội đỡ cô ấy dạy tốt ta là Kiều Bộ Tiên, Giang Hồ hay gọi là ông Kiều. Ngô Bình ghi nhớ cái. chương 281 lát em sẽ nói cho. Ông ấy cũng không khách sáo mà ngồi luôn, sau đó nhấp một ngụm trà rồi nói, Ngô Bình, cậu thu xếp cho tôi một nơi để truyền thụ tâm pháp cho Hồng Lăng nhé. Ngô Bình đồng ý ngay, được. Không cần anh nói, đường tử di đã đi làm ngay. Không lâu sau, Kiều Bộ Tiên và Hồng Lăng đã đi tới đó, không ai biết họ truyền thụ cho nhau tâm pháp gì. Đường tử di tò mò hỏi, anh, kiều bộ tiên này có lai lịch thế nào? Ngô Bình lắc đầu, không rõ nữa, để tôi hỏi anh ba. Anh gọi cho từ quý phi rồi nói tên kiều bộ tiên, từ quý phi đang uống trà thì làm rơi cốc vỡ ran, ông ấy ngạc nhiên hỏi, ông kiều ư? Ngô Bình cao mày, anh ba, ông kiều này có lai lịch lớn lắm à? Từ quý phi không trả lời mà hỏi ngược lại, chú cứ ở đấy, anh sẽ tới ngay. Từ quý phi lái xe nhanh như bay tới Sơn Trang Vân Đình. Vừa đến, ông ấy đã nhìn trái ngó phải, ông Kiều đâu? Ngô Bình, đang truyền thụ võ thuật cho Hồng Lăng ở kia, anh ba, sao anh cuống lên thế? Từ quý phi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi hỏi, chú có biết ông Kiều này là ai không? Ngô Bình, ông ấy bảo mình là Kiều Bộ Tiên, nhưng em thấy cách ăn mặc của ông ấy không giống người thời đại này. Từ quý phi gật đầu, ông Kiều còn có tên khác là Đông Phật Tiên Sinh nên người ta còn gọi ông ấy là ông Đông Phật. Ông ấy xuất hiện từ cuối thời Thanh, là một cao thủ siêu cấp cảnh giới võ vương, còn từng giúp vua Quang tự đổi mới chính sách. Về sau, tổng thống viên đã mời ông ấy xuống núi làm thương sư hộ quốc, nhưng ông ấy đã từ chối. Mắt Ngô Bình như sắp rớt ra ngoài đến nói, ông ấy là người Triệu Thanh ư? Vậy thì bao nhiêu tuổi rồi? Từ Quý phi, thời vua Quang Tử thì ông ấy trung niên rồi, khoảng 50 tuổi gì đó, nhưng bây giờ khéo cả 200 tuổi rồi cũng nên. Ngô Bình hoảng hốt, một người sống 200 tuổi. Từ Quý phi, chú thử nghĩ mà xem cả trăm năm thì tu vi của ông ấy có tăng thêm không? Khéo bây giờ ông ấy đã là võ thần rồi ấy chứ. Ngô Bình chớp mắt nói, anh ba, anh đến để gặp ông ấy hả? Từ Quý phi cười nói, thế thì chú lại không biết rồi. Ông Đông Phật rất thích kết thiện duyên và dẫn dắt các vãn bối, người nhận được ơn của ông ấy trên đời này nhiều lắm. Anh đến là muốn thử vận may. Ngô Bình gật đầu, lát em sẽ nói cho. Từ Quý phi mừng rỡ, đúng là anh em tốt, nếu anh được lợi thì sẽ cho chú vài lạng trà ngon. Ngô Bình cười nói, anh ba, bảo sao ông tư bảo anh keo kiệt, gì mà có mấy lạng. Chương 282, đám nít nhít các người phiền phức thật đấy. Từ quý phi ảo não, chú có biết chắc khang phải nhờ bạn hái từ mười mấy cây trà ba trăm tuổi không, có tiền cũng không mua nổi đâu. Anh chỉ có mấy lạng thôi, định tặng cả cho chú đấy. Sau vài câu bông đùa, Ngô Bình nghiêm túc nói, anh ba, anh định xin gì đông Phật tiên sinh? Từ quý phi, chú đã truyền cho anh cách hít thở thượng thừa, anh muốn xin thêm một môn công pháp nữa. Vì công pháp hiện tại của anh không hợp với cách hít thở mới. Đông Phật tiên sinh có nhiều công pháp lắm à? Từ quý phi, ờ. Uh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đông Phật tiên sinh đã bước tới gần, vừa thấy ông ấy ở phía xa, mà trước mắt một cái, ông ấy đã đến gần rồi. Từ quý phi vội bước lên đón, vãn bối từ quý phi bái kiến tiên sinh. Từ quý phi vô cùng kính cẩn, hai tay gần như chạm đất. Kiều bộ tiên nhìn Ngô Bình như muốn hỏi có phải anh báo tin hay không? ngô bình cười lớn nói tiên sinh đây là anh ba của tôi kiều bộ tiên ừng một tiếng rồi phất tay áo từ quý phi lập tức đứng thẳng dậy ông ấy bình thản nói đám nít nhít các người phiền phức thật đấy với kiều bộ tiên mà nói thì tầm tuổi như từ quý phi cũng chỉ là nít nhít thôi ngô bình và đường tử di nghe thấy cách gọi ấy thì đều phì cười từ quý phi không dám cười mà đi theo kiều bộ tiên vào phòng khách Ngô Bình cười hỏi, Hồng Lăng đang luyện công ạ. Kiều Bộ Tiên gật đầu, đúng là có cốt cách thần tiên có khác, học đến đâu biết đến đấy. Ngô Bình, Hồng Lăng còn ít tuổi, chờ cô bé lớn thêm thì sẽ còn giỏi hơn nữa. Kiều Bộ Tiên tò mò nhìn anh rồi hỏi, cậu cũng biết nhiều thứ lắm, đúng vậy. Thêm nửa năm nữa là Hồng Lăng sẽ có sự thay đổi lớn, vì thế bây giờ tôi chỉ truyền cho cô bé một chút công phu tỏa thiền thôi. Ngô Bình, Hồng Lăng được Bái Tiên Sinh làm sư phụ chính là điều may mắn của cô ấy." Kiều Bộ Tiên ừm một tiếng, "Thế này đi, tôi phải đi trước đây. Nửa năm nữa, tôi sẽ quay lại gặp Hồng Lăng, trong thời gian này nhờ cậu để mắt đến cô bé nhé." Ngô Bình cười nói, "Tiên Sinh yên tâm, Hồng Lăng là em gái tôi, chắc chắn tôi sẽ quan tâm đến cô bé." "Chương 283 Tiên Sinh, tôi chỉ tò mò thôi ạ." À. Sau đó, anh lại nói, "Tiên Sinh công pháp mà anh ba tôi đang tu luyện không phù hợp, ông có thể chỉ dẫn cho anh ấy vài lời không? Kiều Bộ Tiên hừ một tiếng, biết ngay mà. Ông ấy là một người ôn hòa nên đã lấy một cuốn sách nhỏ ra đưa cho Từ Quý Phi. Từ Quý Phi mừng quính, vội quỳ xuống dập đầu cảm ơn. Cảm ơn tiền bối. Kiều Bộ Tiên không để ý đến Từ Quý Phi, mà nói với Ngô Bình, tư chất của cậu khá lắm, cho tôi xem cang khí của cậu nào. Ngô Bình lùi lại vài bước rồi vận công, một luồng cang khi bao phủ toàn thân với khí thế mạnh mẽ. Kiều Bộ Tiên nói, tốt đấy, tiền đồ của cậu sẽ sán lạn. Ngô Bình cười nói, tiền bối quá khen. Kiều Bộ Tiên, tôi thu nhận được đồ đề này cũng nhờ công của cậu, thế này đi, tôi tặng cậu một thứ. Ông ấy ném cho Ngô Bình một cuốn sách cổ đã cũ, Ngô Bình mở ra xem thì thấy bên trên có ghi bí truyền của Đại Thiên Tự. Anh đọc kỹ thì thấy bên trong có ba tuyệt kỹ, hai đại thần thông và một thần công. Ngô Bình ngạc nhiên nói, tiên sinh, đây là công phu của đại thiền tự ư? Kiều Bộ Tiên gật đầu, ngày xưa tôi đến Tây vực để cứu thiền sư kim cương của đại thiền tự, nhưng đã chậm mất một bước. Trước khi qua đời, ông ấy đã đưa cuốn sách này cho tôi, bảo tôi truyền cho người đời sau. Vì cậu có tư chất tốt nên thử tu luyện theo công pháp này xem sao. Còn luyện thành được mấy loại thì phải phụ thuộc vào cậu thôi. Ngô Bình vội nói, "Cảm ơn tiên sinh." Kiều Bộ Tiên như chuẩn bị rời đi nên Ngô Bình vội nói, "Tiên sinh chờ thêm một lát." Sau đó, anh nói với Từ Quý Phi, "Anh ba, anh mau bảo người mang mấy lạng trà đó đến đi." Từ Quý Phi hiểu ý nên gật đầu luôn, sau đó gọi điện thoại bảo người mang trà đến Sơn Trang Vân Đình. Kiều Bộ Tiên cười nói, "Có trà ngon à? Hái ở đâu thế?" Từ Quý Phi vội đáp, "Là lá trà Long tỉnh 300 năm." Kiều Bộ Tiên sáng mắt lên, thật không, thường thì Long Tỉnh chỉ sống được mấy chục năm thôi, cây trà mà sống 300 là có linh khí rồi đấy, chắc uống ngon lắm đây. Vì thế, ông ấy ngồi xuống chờ lá trà. Ngô Bình tranh thủ thỉnh giáo thêm vài điều, tiên sinh, có cao nhân ở cảnh giới võ thần không ạ? À? Kiều Bộ Tiên nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu hỏi hơi xa vời rồi, chờ cậu đến cảnh giới võ. mươi 284 ta không dùng mấy thứ kỳ quái ấy đâu. Kiều Bộ Tiên cười lớn nói, nghe tên gần giống nhau, nhưng cấp bậc thì xa nhau lắm. Ngô Bình, nhưng tiên thiên chính là thần tiên rồi, hơn nữa còn là một thần tiên rất giỏi. Kiều Bộ Tiên càng nghĩ càng thấy Ngô Bình thú vị, ông ấy cười nói, nếu không gặp Hồng Lăng thì ta cũng muốn nhận cậu làm đồ đệ. Ngô Bình chợt nảy ra một ý, hai tiên sinh nhận tôi làm đồ đệ đi, tôi chưa có sư phụ. Kiều Bộ Tiên ngạc nhiên, cậu không có sư phụ ư ngô bình cười nói ban nãy tôi nói dối kiều bộ tiên cười phá lên rồi hỏi thế cậu có muốn bái tôi làm sư phụ không ngô bình rất thông minh nên lập tức quỳ xuống ngay đồ nhi ngô bình bái kiến sư phụ kiều bộ tiên rất vui ông ấy đỡ ngô bình dậy rồi nói trong đời ta chỉ nhận đúng ba đồ đệ con là người thứ tư đấy ngô bình vội nói sư phụ người có thể cho con lên làm đồ đệ thứ ba được không con không muốn gọi hồng lăng là sư tỷ Kiều Bộ Tiên nói, "Tự con thương lượng với cô bé đi, một sự thiên vị rõ ràng." Ngô Bình cạn lời, "Sao anh không bái sư sớm hơn chứ?" "Chẳng mấy chốc đã có người mang trà tới." Kiều Bộ Tiên mở ra ngửi rồi cười nói, "Được lắm." Ông ấy nói với Ngô Bình, "Ngô Bình, ta phải đi xử lý một vài chuyện gấp rồi, tạm thời không thể truyền thụ gì cho con được. Nửa năm nữa, thầy trò ta sẽ gặp lại." Ngô Bình vội hỏi, "Sư phụ có dùng điện thoại không ạ?" Kiều Bộ Tiên xua tay, ta không dùng mấy thứ kỳ quái ấy đâu. Dứt lời, ông ấy lấy hai tấm danh thiếp đã cũ ra rồi nói, đây là danh thiếp của Đại sư Huynh và Nhị sư Huynh của con, có gì thì con cứ tìm họ. Kiều Bộ Tiên để lại hai tấm danh thiếp ấy rồi rời đi, Ngô Bình và nhóm từ Quý Phi tiến ông ấy ra tận cửa. Đông Phật Tiên sinh cũng không đi xe, mà đi bộ, loáng cái đã không thấy người đâu. Sau khi Kiều Bộ Tiên đi rồi, từ quý phi mới cười nói, "Chúc mừng chú nhé. Giờ chú là đồ đệ của Đông Phật Tiên Sinh rồi, vai vế cao lắm đấy, sau này khéo anh còn phải gọi chú là tiền bối ngô cũng nên." Ngô Bình liếc mắt nói, "Anh ba, anh đừng trêu em nữa, chúng ta đi uống rượu đi." Cả Từ Quý phi và Ngô Bình đều đang rất vui, Đường Tử Di bảo người chuẩn bị rượu thịt cho họ ngồi với nhau. Hai người họ đã uống tới tận hoàng hôn, Từ Quý phi cũng đã ngà ngà say sau đó bắt đầu kể về những kinh nghiệm trong võ thuật của mình cho Ngô Bình nghe. Phải công nhận là từ quý phi đã phải khổ luyện và chịu nhiều tuổi nhục, đến năm 30 tuổi mới có chút thành tựu. Ông ấy có được như ngày hôm nay cũng nhờ ý chí và sự siêng năng của mình. Hai người đang trò chuyện say xưa thì quản gia đi tới, thông báo có người muốn gặp. chương 285 thâm sâu không lường. Ngô Bình biết người của tham lam điện đã đến nên nói cho họ vào hai người vẫn ngồi uống tiếp, một lát sau, có tiếng bước chân vang lên, có 5 người đi tới. Ngô Bình không thèm nhìn, nhưng vẫn cảm thấy được khí thức mạnh mẽ tỏa ra từ người họ, trong số này có một người ở cảnh giới tiên thiên, hai người ở cảnh giới thần, còn lại đều ở cảnh giới khí. Người đi đầu là một ông già vừa trắng vừa béo, chắc chỉ cao mét dưới, ông ta cười lớn nói, xem ra các vị đã biết chúng tôi là ai rồi, nhưng tiếc là hôm nay chúng tôi buộc phải xử lý nhà họ đường khẩu khí lớn nhỉ, Ngô Bình vẫn ngồi đó, anh như người nhìn họ rồi nói, một lũ cặn bã mà cũng dám động tới tôi ư. Ông già kia sầm mặt nói, thằng danh, mày cứ khua môi múa mép đi, lát tao sẽ cho mày chết. Thế à, Ngô Bình ném tấm lệnh bài bằng gỗ về phía ông ta. Ông già giơ tay ra nhặt rồi nhìn, sau đó ngẩn ra rồi như nghĩ ra điều gì đó, lập tức biến sắc mặt, tay cũng run đến mức làm rơi tấm lệnh bài xuống đất cậu, ông ta nhìn Ngô Bình rồi liên tục lùi lại với vẻ hoảng sợ. Ngô Bình chậm chậm đứng dậy rồi bước tới gần ông ta, sau đó lạnh giọng hỏi, ông đã biết tôi là ai chưa? Ông già mướt mồ hôi rồi run rẩy nói, xin lỗi. Tôi không biết cậu là người của Đông Phật Tiên Sinh, tôi đáng chết. Ông ta giơ tay lên tự vả vào mặt mình, hơn nữa còn dùng lực rất mạnh làm răng rụng, mồm miệng tué máu. Ngô Bình thờ ơi nhìn ông ta tự vả bốn cái, sau đó mới nhặt tấm lệnh bài lên rồi nói, may cho các người là sư phụ tôi vừa đi rồi đấy. Mồm miệng ông già kia e bè bét máu, nhưng vẫn mỉm cười nói, thì ra cậu là đồ đệ của đông Phật tiên sinh, thất kính rồi. Tôi thề là tham lang điện sẽ dừng kế hoạch lại ngay, hơn nữa còn tặng quà xin lỗi nhà họ đường. Ngô Bình gật đầu, được, biến hết đi. Đám đó không dám nán lại, mà chạy mất dép hết. Sau khi ra bên ngoài sơn trang vân đỉnh, một cao thủ cảnh giới khí đứng cạnh ông già nói, đường chủ, đông Phật tiên sinh gì đó đáng sợ lắm ạ. Chúng ta... Im mồm, ông già cắt ngang lời hắn rồi lạnh lùng nói, đệ tử của đông Phật tiên sinh đều là võ thần, cậu thấy mình có đọ lại được không? Người đó lập tức bát mồ hôi lạnh rồi run rẩy nói, võ thần ạ. Vậy đông Phật tiên sinh là... Thâm sâu không lường, ông già nói gần từng chữ với vẻ sợ hãi. Sơn Trang Vân Đình Nương Tử Di không ngờ mối nguy. Chương 286 chúng ta đi xem sao. Ngô Bình ngạc nhiên nói, hai sư huynh của em đều giỏi lắm ạ. Từ Quý phi gật đầu, cụ thể thì anh không rõ, nhưng chắc họ đều là cường giả cảnh giới võ vương hoặc võ thần rồi. Ngô Bình sáng mắt lên, võ thần, hay đấy, khi nào rảnh em phải liên lạc với hai vị sư huynh này mới được. Từ Quý phi cười lớn nói, sớm muộn gì chú cũng vượt qua họ thôi mới bao lâu đâu mà chú đã là tông sư cảnh giới thần rồi, quá đỉnh. Ngô Bình xua tay, em còn kém anh ba nhiều. Từ Quý Phi đang rất nóng lòng tu luyện công pháp mà Đông Phật Tiên sinh truyền cho nên chỉ nói chuyện thêm một lát thì đi về. Ông ấy vừa đi thì đường tử di đã đi tới rồi ngồi xuống cạnh Ngô Bình, anh, em uống với anh nhé. Đường Minh Huy không biết đã đi đâu, hiện giờ chỉ còn Ngô Bình và đường tử di ở trong căn phòng khách rộng rãi, bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ, đường tử di ngồi sát ngô bình, cơ thể gần như dán vào cánh tay của anh. Ngô bình thấy tay mình ấm lên, trong lúc kích động, anh định ôm đường tử di vào lòng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng hét vang lên ở phía sau, hồng lăng đã xuất quan rồi. Ngô Bình vội vàng đứng dậy rồi nói, chúng ta đi xem sao. Sau khi đến nơi, họ thấy Hồng Lăng không có gì thay đổi cả, nhưng chân khí trên người cô ấy đã có quy luật hơn ngô bình sáng mắt lên nói hồng lăng sư phụ đã truyền cách hít thở cho em à hồng lăng gật đầu vâng sau đó cô ấy chợt ngẩn người anh ngô bình anh cũng nhận người là sư phụ rồi ư ngô bình gật đầu sư phụ đi rồi nhưng người nói dù anh bái sư hơi muộn nhưng so về tuổi tác thì vẫn là sư huynh của em hồng lăng không nghĩ nhiều mà chỉ vâng một tiếng sao cũng được ạ à, dù gì thì anh cũng là anh của em mà Hồng Lăng thấy đói nên chạy đi kiếm gì ăn luôn, Ngô Bình ở lại bắt đầu nghiên cứu cuốn sách mà sư phụ để lại cho, trong cuốn sách này có ba môn tuyệt kỹ, hai đại thần thông và một thần công. Anh nghiên cứu ba môn tuyệt kỹ trước thì thấy nó được chia như sau, ngưng huyết chỉ, kinh lôi trưởng và vô sinh ấn. Mở đầu cuốn sách đã có một đoạn lưu ý là đây là ba môn tuyệt kỹ khó nhất của đại Thiên tự, uy lực của chúng rất mạnh, nhưng tu luyện cực khó, không thể miễn cưỡng bản thân nếu trong 7 ngày không thể tiến vào bước nhập môn thì phải dừng lại ngay, kẻo ảnh hưởng đến bản thân. Hóa ra là ba môn võ kỹ khó nhằn nhất của đại thiền tự, Ngô Bình thoáng ngạc nhiên rồi bắt đầu tu luyện ngưng huyết chỉ. Ngưng huyết chỉ là một môn tuyệt kỹ tàn độc, sau khi luyện thành, chỉ cần điểm một cái là có thể khiến máu huyết của đối thủ ngừng chảy, từ đó làm tác động mạch diện rộng và tử vong. Nhưng cách tu luyện môn tuyệt kỹ này rất khó, đầu tiên phải đả thông huyết kinh mạch cấp 3 trên cơ thể, tiếp đến là canh khí phải mạnh, không thì khó mà phát huy được uy lực của nó. chương 287 chuyện gì mà bận thế? Vừa hay Ngô Bình đều đáp ứng được hết những yêu cầu này, anh luyện đến sáng sớm, đầu ngón tay bắt đầu có lớp xương mờ che phủ. Đó là do canh khí quá mạnh nên làm chấn động không khí, tạo ảo giác cho người nhìn. Để luyện ngưng huyết chỉ, Ngô Bình đã bắt một con chuột để thử nghiệm. Nhờ có khả năng nhìn xuyên thấu mà anh đã nắm rõ nguyên lý của ngưng huyết chỉ. Thật ra chỉ cần sức mạnh đạt tới một mức độ nhất định là có thể phá vỡ tế bào máu huyết, khiến chất làm đông máu được phóng ra ồ ạt, tiểu cầu tập trung lại, cuối cùng gây tác động mạch trên diện rộng. Nhất là các tĩnh mạch nhỏ, chúng sẽ tắc nhanh hơn. Con chuột bị Ngô Bình điểm một cái đã nằm im bất động sau mấy phút, mắt nó đảo ngầu, toàn thân co quắp, loáng cái đã đi đời nhà ma. Wow, ngưng huyết chỉ này tàn độc quá, Ngô Bình lẩm bẩm vì đã uống quá nhiều rượu nên sau khi luyện xong ngưng huyết chỉ là ngô bình về phòng nghỉ ngơi luôn tới sáng bảnh anh mới dậy trong lúc đang ngủ ngô bình cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lướt qua mặt mình anh giơ tay lên túm lấy rồi mở mắt ra thì trông thấy đường tử di cô ấy đỏ mặt không vùng tay ra mà nói dậy thôi anh em đã bảo người chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi anh dậy ăn đi ngô bình ngồi dậy rồi hỏi hồng lăng đâu Đường Tử Di, cô bé đang chơi ở sân sau, em đang định bàn với anh chuyện này, Hồng Lăng còn nhỏ, hay mình cho cô bé đi học. Ngô Bình ngẩn ra, đi học? Nhưng cô bé có đồng ý không? Đường Tử Di ngồi ở mép giường rồi nói, em đã hỏi rồi, Hồng Lăng thích lắm. Con gái thì cũng phải đi học chứ, em định mời vài gia sư cho em ấy trước, Hồng Lăng thông minh như vậy chắc sẽ học nhanh thôi. Hai người ngồi trên giường gần nhau trong gang tấc. Ngô Bình ngửi thấy mùi hương trên người đường tử di, anh cảm thấy người mình hơi nhộn nhạo, tử di, vịnh bạch long sao rồi. Ngô Bình đang định động chạm với đường tử di một chút thì đã bị cô ấy kéo dậy, đi ăn sáng đã rồi mình đến đó xem sau. Bữa sáng rất phong phú với rất nhiều món, Ngô Bình ăn no căng bụng. Sau khi tiền vào cảnh giới thần, anh ăn khỏe khủng khiếp, một mình anh gần như đã đánh chén hết cả bàn thức ăn đương tử di thấy anh ăn nhiều như vậy thì vui vẻ nói anh no chưa không thì để em bảo đầu bếp nấu tiếp ngô bình xua tay no lắm rồi mình đi gọi hồng lăng rồi tới vịnh bạch long thôi vịnh bạch long đang thi công thần tốc mới có một hôm không tới mà nền móng đã thay đổi nhiều ngô bình kiếm một chỗ để tiểu thần hấp thu linh khí khoảng ba tiếng sau anh bỗng thấy tiểu thần cử động ngô bình biết chắc đào như tuyết đang ở gần đây anh nói với đường tử di một câu rồi đi ra ngoài đường lớn chưa đi được bao xa thì đã có một chiếc xe dừng lại ở phía tước đào như tuyết đứng gần đó rồi vui vẻ vẫy tay với anh ngô bình bước nhanh tới phát hiện trác khang đã cho người sửa lại con đường này vịnh bạch long là một dự án lớn ngày nào cũng phải chở nhiều nguyên vật liệu qua đây nên phải sửa đường là đúng ngô bình đào như tuyết gọi dạo này tôi bận quá nên không có thời gian đi tìm cậu ngô bình cười hỏi chuyện gì mà bận thế đào như tuyết gặp mấy khách hàng lớn khó nhận ấy mà may mà giải quyết được rồi lúc này ngô bình cảm thấy mông mình ngương ngứa tiểu thần đã chui ra rồi bò lên cánh tay anh rồi chào đào như tuyết đào như tuyết cười gượng xem ra tiểu thần không muốn theo tôi về rồi vậy cứ để nó ở chỗ cậu nhé ngô bình tóm lấy tiểu thần rồi để vào lòng bàn tay đào như tuyết thôi cậu mang nó đi đi cứ nghĩ đến việc nó chuyên chui giúp linh tinh là ngô bình thấy không thoải mái rồi đào như tuyết bật cười rồi nói nhưng nó không thích ngô bình mang nó đi mau đi mấy nữa lại đổi tiểu thần như đang lường ngô bình sau đó chui vào trong áo của đào như tuyết không biết nó lại bỏ đến đâu rồi đào như tuyết nhìn công trình đầy khí thế rồi nói ngô bình sao cậu lại ở gần đây ngô bình kể qua về vịnh bạch long cho đào như tuyết nghe cô ấy cười nói được đấy thế nào lại thành ông chủ lớn rồi? Cậu thôi đi, cậu còn là phó chủ tịch của tập đoàn Miêu Dược đấy, Ngô Bình trêu lại. Sau đó, Đào Như Tuyết nói, Ngô Bình, tôi đang đi mua dược phách làm thuốc, cậu có muốn đi cùng không? Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, dược phách là gì? Chỉ thay đổi số thứ tự trương, chuyện vẫn tiếp tục. Trương 156, Chu Quả và Cánh Tay Tiền Sử Đào Như Tuyết là dược liệu cổ đại, một loại hổ phách hình thành do bị nhựa cây bao kín, cực hiếm luôn đấy." Ngô Bình Hào hứng nói, dược liệu từ thời viễn cổ ư? "Tôi đi cùng cậu nhé." "Tôi mong còn không được, mau đi thôi." Đào Như Tuyết cười nói. Chiếc xe khởi động đi trên cây cầu của vịnh Bạch Long rồi hướng về phía ngoại ô. Không lâu sau, điện thoại của Đào Như Tuyết đã đổ chuông, Ngô Bình liếc nhìn thì thấy tên hiện thị là Lư Tuấn Phi. Đào Như Tuyết liếc nhìn rồi ấn nút từ chối. "Sao cậu không nghe?" Ngô Bình hỏi đào như tuyết khẽ lắc đầu sau bữa tiệc tốt nghiệp hôm đó không biết lưu tuấn phi xin ai số của tôi mà gọi rồi tỏ tình này kia như phát cuồng lên ấy đây đã là cuộc gọi thứ bảy trong ngày hôm nay rồi ngô bình cười lạnh nói đúng là không ra làm sao đào như tuyết mím môi cười hình như cậu không ưa cậu ta hả ngô bình đừng nhắc đến cậu ta nữa dược phách mà cậu bảo ở đâu thế số dược phách này là từ thời tổ tiên của một nhóm người ả rập hình như hơn 100 gì đấy, đào như tuyết nói. Ngô Bình, cậu mua dược phách làm gì? Về nghiên cứu à? Đào như tuyết cười nói, đương nhiên để siêu tầm rồi, dược phách quý hơn hổ phách bình thường nhiều, tôi muốn mua một ít về trưng. Ngô Bình gật đầu, thầm nghĩ không biết có thể dùng loại dược liệu này để chữa bệnh gì. Trong truyền thừa về y học có ghi chép rất nhiều các loại thuốc quý, hiện giờ rất khó tìm thấy những loại dược liệu ấy nên Ngô Bình rất muốn xem dược phách đó trông như thế nào chiếc xe đi thẳng tới một khách sạn ở ngoại ô, đã có người chờ sẵn bên ngoài. Nhóm đào như tuyết vừa tới thì đã được mời lên phòng khách trên tầng 3. Trên chiếc bàn ở phòng đó lúc này có hơn 100 cái hộp, tất cả đều được mở, bên trong là các dược phách to nhỏ với đủ mọi hình dáng. Có 7 người Ả Rập ở trong phòng, một người dâu quái nón đi tới rồi mỉm cười giơ tay với đào như tuyết, chào cô đào, chúng tôi chờ cô mãi. Thì ra đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt, đào như tuyết cười nói hoàng tử lâm đức chào mừng anh tới viêm long hôm nay anh chỉ giao dịch với tôi thôi chứ người tên là lâm đức hóa ra còn là hoàng tử anh ta cười nói ngày xưa tôi từng du học ở nước ta nên cũng có kha khá bạn bè họ nghe nói tôi đến bán dược phách thì đều ngỏ ý muốn tới mua anh ta liếc nhìn đồng hồ chắc họ cũng đến ngay thôi ngô bình dồn hết sự chú ý về phía dược phách số lượng không nhiều nhưng toàn là dược liệu quý hiếm từ những kiến thức về dược liệu của mình, Ngô Bình phát hiện có rất nhiều dược tính của dược phách này có thể được thay thế bằng các dược liệu đương đại, song có nhiều loại hiện nay không còn nữa. Ngô Bình giơ tay cầm một khối dược phách lên, nó chỉ to cỡ quả dưa hấu, bên trong có một cái cây kết năm trái nhìn như quả cà chua, lá thì như lá xỉ. Ngô Bình điên cuồng gào thét trong đầu, là chua quả. Không phải loại quả này đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao? Anh bình tĩnh nói, Hoàng tử Lâm Đức, trông quả này đẹp quá, tôi có thể mua được không? Lâm Đức cười nói, người đến đây đều là khách, được chứ. Chúng tôi bán dược phách theo thể tích, khối mà cậu bạn cầm có giá 30 triệu. Ngô Bình thầm gào thét, 30 triệu, sao không đi ăn cướp luôn đi. Xong, anh không nói gì mà nhìn sang Đào Như Tuyết. Đào Như Tuyết cười nói, hoàng tử Lâm Đức, 30 triệu thì đắt quá, giảm cho chúng tôi một chút được không? Lâm Đức xua tay, xin lỗi, đây là giá thấp nhất rồi. Nếu không phải đang cần tiền gấp để đầu tư thì tôi cũng không bán dược phách gia truyền của mình đâu." Ngô Bình gật đầu, "Được, tôi mua khối này." Ngoài dành tiền để mua cổ phiếu ra thì Ngô Bình vẫn còn một khoản đủ để mua khối dược phách này. Cùng lắm thì anh sẽ dùng tới 500 triệu định đầu tư cho Lý Quảng Long. Ngô Bình lại đảo thêm một vòng rồi cầm một khối dược phách to như quả bí đao lên, bên trong phòng ấn một cách tay. Bàn tay này đang nắm chặt một con rắn màu bạc miệng con rắn đang cắn vào một cây dược liệu nho nhỉ, nó trườn trên cánh tay như đang rất tức giận với chủ nhân của cánh tay này. Thấy Ngô Bình nhìn chăm chú vào khối dược phách này, Lâm Đức cười nói, cậu bạn, đây là khối dược phách to nhất, bên trong có một cánh tay của người tiền sử, vì thấy giá của nó cũng rất cao. Ngô Bình không để ý đến anh ta, vì anh phát hiện cây dược liệu bé xíu trong miệng con rắn hình như là linh dược cỏ tinh vân. Còn cánh tay kia đeo một cái găng màu bạc rất mỏng, ngón út còn đeo cả nhẫn. Anh hỏi ngay, khối này bao nhiêu? Lâm Đức hào hứng nói, cậu bạn, đây là khối to nhất của chúng tôi, giá khởi điểm là 150 triệu. Lần này, Ngô Bình không mặc cả nữa mà gật đầu ngay, được, tôi mua. Anh lấy điện thoại ra rồi chuyển khoản cho Lâm Đức luôn. Bây giờ, chuyển tiền qua tài khoản rất tiện, giao dịch rất dễ dàng. Chỉ một phút sau, tài khoản ngân hàng của Lâm Đức đã nhận được 150 triệu. Anh ta vui vẻ nói, cậu bạn, tôi vẫn chưa biết tên cậu chúng ta trao đổi số điện thoại nhé ngô bình gật đầu hoàng tử lâm đức sau này mà có dược phách mới thì anh nhớ gọi tôi nhé nói rồi anh đưa một tấm danh thiếp cho anh ta lần này vốn là đào như tuyết đến mua dược phách ai rè ngô bình lại mua cả hai khối to đùng cô ấy trêu chọc nói người có tiền sướng thật chi không phải nghĩ luôn ngô bình cười nói cậu chẳng bảo mấy thứ này có giá trị siêu tầm còn gì tôi cũng muốn mua về trưng đúng lúc này người của Lâm Đức đã dẫn thêm ba người nữa vào. Trong số đó có một người ngoài 40 tuổi trông rất có khí thế, ông ta vừa vào đã nói, nhiều dược phách quá, tốt tốt. Sau đó, ông ta nhìn chằm chằm vào khối dược phách có phòng ấn chu quả của Ngô Bình rồi lạnh mặt nói, có người mua trước tôi rồi sao? Lâm Đức cười nói, chúng ta đã nói rõ trước đó rồi mà, ai đến trước được trước. Cậu bạn này đã mua hai khối rồi. Người đàn ông kia cười lạnh rồi nhìn Ngô Bình, nói, này, cậu bán lại khối ấy cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng trả." Ngô Bình thờ ơ nói, tôi với ông quen biết gì đâu. Người đàn ông sầm mặt nói, đừng tự rước hỏa vào thân, biết tôi là ai không? Một người thanh niên đứng sau ông ta cười lạnh nói, chúng tôi là người của thiết trưởng môn huyện cái đấy. Ngô Bình chưa nghe đến bao giờ. Người đàn ông mỉm cười u ám rồi tiến lên, giơ tay vỗ vai Ngô Bình. Anh vẫn đứng yên với vẻ dễ cợt. A à, bàn tay của ông ta vừa chạm vào ngô bình thì đã đau nhói toàn thân như bị điện giật lập tức run rẩy rồi ngã lăn ra đất ngô bình cố ý hỏi ông không sao chứ người đàn ông không thể lên tiếng vì đang sùi bọt mép với vẻ hoảng sợ ông ta là một cao thủ cảnh giới lực đang định dùng thiết trưởng công để đả thương vai của ngô bình nhưng ngô bình đã thi triển như lai thần canh ông ta vừa động vào anh đã bị phản kích càng khí xâm nhập vào cơ thể khiến ông ta thấy rất khó chịu chương 157, thiên tài phục hải của đại thiên tự. Ngô Bình mặc kệ ông ta rồi bảo đào như tuyết tiếp tục chọn dược phách, đến khi họ chuyển đồ lên xe, người đàn ông kia vẫn đang nằm co giật dưới đất, mặt mày thì xám xịt. Trước lúc đi, Ngô Bình đá cho ông ta một cú, bấy giờ ông ta mới nằm im và thở dốc. Thiết trưởng môn của huyện Cái Ư, sư phụ của ông là Tông Sư hay Đại Tông Sư, Ngô Bình hỏi người đàn ông đã biết được sức mạnh của Ngô Bình nên không dám huynh hoang nữa mà nhỏ giọng đáp sư phụ tôi ở cảnh giới khí Ngô Bình cười lạnh nói ban nãy trông ông hoành tráng thế tôi cứ tưởng sư phụ của ông là đại tông sư cảnh giới tiên thiên cơ tôi sai rồi ông ta run rẩy rồi vội nói tôi có mắt như mù mong cậu tha tội Ngô Bình hỏi ông mua dược phách làm gì ông ta không dám giấu giếm sư phụ tôi thích siêu tầm dược phách tôi định mua mấy khối về tặng người Ngô Bình, ban nãy, ông đòi mua lại khối của tôi, không lẽ ông biết thứ ở bên trong à? Ông ta lắc đầu, không, nhưng sư phụ tôi thích siêu tầm loại dược phách có quả, vì thế tôi mới muốn mua lại khối của cậu. Ngô Bình gật gù nói, cho tôi số điện thoại của ông, mấy hôm nữa, tôi sẽ đến chào sư phụ ông. Người đàn ông ngạc nhiên rồi dập đầu xuống đất, ai làm người đó chịu, nếu cậu muốn giết tôi, tôi đồng ý, nhưng chuyện này không liên quan gì tới sư phụ tôi cả. Ngô Bình nói, ông yên tâm, tôi không đến gây sự với sư phụ ông đâu, chỉ muốn kết bạn thôi. Người đàn ông thở vào một hơi rồi nói, tôi là đồ bảo toàn, còn sư phụ tôi là thi trường tùng của thiết trưởng công huyện cái, sau đó ông ta đưa danh thiếp của mình cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy trên danh thiếp của đồ bảo toàn có đến 7 chức vụ như nhà từ thiện, chủ tịch, hội trưởng hiệp hội. Từ đó có thể thấy đồ bảo toàn này cũng là một người thành công, không thì đã chẳng có tiền đi mua dược phách anh nói, tôi nhớ rồi, rảnh tôi sẽ liên lạc. Đồ bảo toàn tiến Ngô Bình ra tận ngoài khách sạn, thấy Ngô Bình và Đào Như Tuyết lên xe rồi, một người thanh niên đứng sau ông ta mới nói, sư huynh, sao mình phải sợ anh ta chứ? Đồ bảo toàn thở dài, các người thì biết cái gì? Người ta là tông sư cảnh giới thần đấy, đến sư phụ mình cũng không phải đối thủ đâu, thế mà còn không sợ à? Hai người thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, tông sư cảnh giới thần. Sao họ không nhận ra nhỉ? đồ bảo toàn hai mong là sau này cậu ta đừng gây rắc rối cho mình ngô bình ngồi trên xe mà tâm trạng rất vui chắc chu quả và cỏ tinh vân trong dược phách vẫn có hiệu quả nhưng bây giờ anh chưa thế lấy chúng ra được vì chưa có khả năng luyện đan muốn luyện đan thì ít nhất anh cũng phải tu luyện lên cảnh giới tiên thiên hơn nữa còn cần có lò luyện dù trong đầu anh đã có sẵn cấu tạo của lò luyện đan rồi nhưng muốn làm thì rất lằng nhằng Ngô Bình nhờ xe của Đào Như Tuyết chở dược phách về biệt thự, cô ấy có việc phải làm nên về luôn. Về tới nhà rồi, anh tiếp tục mua cổ phiếu của Sơn Hải. Không tính 500 kia thì giờ anh chỉ có khoảng 100 triệu, anh đã dùng số tiền này để mua cổ phiếu, giờ chỉ còn vài triệu thôi. Ngẫm nghĩ thấy không cần tiêu tiền vào việc gì nữa nên Ngô Bình đã chuyển 500 triệu cho Lý Quảng Long. Anh ta vừa mở nhà máy sản xuất vừa mua dược liệu nên rất cần vốn. Mua cổ phiếu xong, anh lại đến chữa trị cho Trần Lăng Sương và Âu Lực. Trần Lăng Sương đã khỏe hơn nhiều, sau lần điều trị này, chân cô ấy đã hồi phục nên sinh hoạt cũng tiện hơn. Điều trị xong lần này là Âu Lực có thể về nhà, anh ta cảm ơn Ngô Bình, đến một người đàn bà chua ngoa như mẹ anh ta cũng phải cảm kích anh, sau đó còn nắm tay nắm chân gọi anh là bác sĩ Ngô. Buổi chiều, cả nhà Âu Lực chuẩn bị về, đích thân vệ thanh ảnh đưa bọn họ ra sân bay. Ngô Bình đang ngồi tán ngẫu với Trần Lang Sương thì Chu Thanh Niên gọi tới bảo chú út mình sẽ về tỉnh, chiều nay cô ấy sẽ tới tìm Ngô Bình. Ngô Bình suy nghĩ rồi lập tức lái xe đi tiến Chu Truyền Anh. Vết thương của Chu Truyền Anh đã khỏi, giờ chỉ cần uống thuốc đều đặn để bồi bổ thôi nên anh ta không cần ở lại Vân Kinh nữa. Anh nhanh chóng đến khách sạn thì thấy Chu Thanh Niên đang đứng ở trước cổng. Trông thấy Ngô Bình, cô ấy chạy nhanh tới, anh Ngô, chúng ta đi thôi ngô bình ngạc nhiên nói chú út em đi rồi à vâng chú đi rồi mình đến chỗ anh đi chu thanh niên nói đúng lúc này chợt có một tiếng động mạnh vang lên ngô bình cảm thấy thân xe rung lên một người thanh niên cao lớn xuất hiện bên ngoài ghế lái phụ rồi đập vào kính xe gào thét thanh niên em ra đây chu thanh niên nhăn mặt rồi nói với ngô bình chúng ta đi thôi kệ anh ta ngô bình tắt máy rồi hỏi anh ta là ai chu thanh niên thở dài nói là người mà chú út giới thiệu cho em, tên là Phục Hải. Em đã chia tay với anh ta lâu rồi, không ngờ anh ta lại mò đến tận đây. Ngô Bình thờ ơ nói, chuyện này phải giải quyết dứt điểm, không thể nhì nhằng được. Anh xuống xe rồi nhìn Phục Hải ở phía bên kia thân xe. Hắn cao 1m95, cơ bắp cuồn cuộn, đầu nhọn, lông mày rậm, toàn thân tỏa ra khí thế bức người. Thấy Ngô Bình xuống xe, hắn nhìn anh chằm chằm rồi lạnh giọng nói, anh là ai? có quan hệ gì với thanh niên? Ngô Bình bình thản đáp, tôi là Ngô Bình, bạn trai của thanh niên. Anh chặn xe tôi làm gì? Định cướp à? Phục Hải nổi giận rồi đấm một cú làm chiếc đầu chiếc M8 lõm vào, cửa sổ trời cũng vỡ. Hắn lạnh giọng nói, tao sẽ đập chết mày. Đập chết tôi, Ngô Bình cao mày, khả năng chém gió của anh mạnh hơn võ công đấy. Lúc này, chủ truyền anh bỗng lao ở đâu ra, thấy thế thì vội quát, Phục Hải, cậu làm gì thế hả? Anh kể tôi, Phục Hải trợn trừng mắt, cháu gái anh cắm sừng tôi. Nhà họ Chu các anh không biết dạy à? Chu Truyền Anh bừng lửa giận, láo lếu. Thanh Niên đã chia tay với cậu rồi còn gì? Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy. Phục Hải cười lạnh nói, Chu Truyền Anh, anh tưởng tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Tối nay tôi chờ các người ở Hồng Diệp tự, nhớ đến đấy. Sứt lời, hắn bỏ đi luôn. Tôi cho anh đi chưa? Ngô Bình lạnh giọng hỏi. Phục Hải trợn mắt nói, thằng kia, mày chết chắc rồi, hắn vòng qua đầu xe rồi chộp tay về phía Ngô Bình. Quỳnh! Hắn vừa đi tới đầu xe thì đã bị ăn một cú đá vào mặt, Phục Hải không kịp né nên đành dơ cả hai tay lên đỡ. Một tiếng động mạnh vang lên, hắn như bị một hòn núi đá tấn công, cả người bay xa cả chục mét rồi đập người vào xe. Phục Hải thấy tay mình đau nhức như đã gãy xương, mũi cũng gãy luôn rồi, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn kinh hãi nhìn Ngô Bình, không ngờ anh lại mạnh tới vậy." Ngô Bình bình tĩnh nói, "Anh phá hỏng xe tôi rồi, đền tiền đi." Phục Hải vốn nghênh ngang bỗng không dám lên tiếng, mà chỉ nghiến răng nói, "Bao nhiêu, tôi đền." "Ngô Bình, 3 triệu, hỏng thế này rồi thì tôi phải đi mua xe khác." Chương 158: Lòng người hiểm ác. Phục Hải biết Ngô Bình đang lừa mình nhưng cũng không dám nói gì, vì sau pha vừa rồi hắn đã biết Ngô Bình là tông sư cảnh giới thần, thực lực vượt xa hắn quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hắn nghiến răng nói, được, tôi đền anh. Hắn lấy điện thoại ra rồi chuyển luôn cho Ngô Bình 3 triệu. Ngô Bình gật đầu, giờ thì xin lỗi thanh niên đi. Phục Hải nhìn Chu thanh niên rồi cắn răng nói, thanh niên, anh sai rồi, xin lỗi. Biến đi, Ngô Bình nói, tôi sẽ đến Hồng Diệp tự đúng giờ, anh có thể gọi thêm người. Phục Hải đứng dậy rồi bỏ đi luôn mà không thèm ngoái lại, trước lúc đi, hắn tỏ rõ vẻ oán giận chu truyền anh thở dài nói sao trước kia tôi có thể giới thiệu cậu ta cho thanh niên cơ chứ đúng là có mắt như mù chu thanh niên cau mày chú út anh ta hẹn mình đến hồng diệp tự làm gì thế ạ à? chu truyền anh hồng diệp tự là nhánh nhỏ của đại Thiên tự sư phụ hồng diệp của phục hải vừa đến đó thiền sư hồng diệp là một trong các trưởng lão của la hán đường ông ấy là tông sư cảnh giới thần chu thanh niên tức giận nói phục hải định trả thù chúng ta ư chu truyền anh chắc phải làm cho ra lẽ rồi tối nay để chú đi một mình rồi nói chuyện với hắn cho rõ ràng ngô bình xua tay chuyện này không nói rõ được đâu để tôi đi xử lý gần đây anh đang tu luyện cầm long thủ ngũ long thánh quyền cũng đã nhuẩn nhuyễn hơn nhiều vừa hay đang cần người để thí nghiệm chu truyền anh vậy thôi hôm nay tôi không đi nữa tối nay mình cùng đến đó ngô bình gọi cương tử đến mang xe đi sửa còn anh và Chu Truyền Anh quay lại phòng khách sạn để bàn đối sách cho tối nay. Anh không biết nhiều về đại thiền tự, nhưng nếu phải giao đấu thì cần phải tìm hiểu một chút. Chu Truyền Anh nói cho Ngô Bình biết nhà họ Phục của Phục Hải là một gia tộc võ thuật được đại thiền tự hậu thuẫn. Ba đời nhà họ đều là đệ tử tục gia của đại thiền tự, đến đời Phục Hải là xuất sắc nhất. Hắn là đệ tử của thiền sư Hồng Diệp và đã luyện thành ba môn tuyệt kỹ của môn phái, đứng thứ tư trong thế hệ các đệ tử tục gia trẻ tuổi khi họ đang bàn bạc thì thiền sư hồng diệp đã gọi cho chu truyền anh nói chuyện hôm nay là do phục hải sai hai bên hòa giải và xí xóa sự việc vượt khỏi suy đoán của ngô bình anh nói thiền sư hồng diệp này đúng là người hiểu chuyện chu truyền anh cười lạnh nói người của đại thiền tự không coi trọng lý lẽ đâu chắc ông ấy đã biết tu vi của cậu sau đó thấy không nên vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây thù với một tông sư cảnh giới thần thôi lúc này tại huyện minh dương xa xôi Ngô Mi vừa mới tan học, hoàng tử Cường đã lái xe đến chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị đưa cô bé về nhà. Ngô Mi đang chuẩn bị lên xe thì Vương Tường chợt nói: "Tiểu Mi, bọn mình đi dạo phố đi." Dạo này, Vương Tường đã được bố mình là Vương Hiến Sâm chỉ dạy nên suốt ngày nịnh nọt Ngô Mi, hai người đã trở thành bạn tốt. Ngô Mi gật đầu: "Được, tớ cũng đang muốn mua ít quần áo." Hoàng tử Cường vội xuống xe rồi nói: "Cô chủ, tôi lái xe đưa hai cô đi nhé." Ngô Nghi xua tay, không cần đâu, chúng tôi tự đi được. Hoàng tử cường bó tay, đành lái xe đi chậm chậm theo họ. Hai cô bé đi thêm hơn 100 mét thì rẽ vào một ngõ nhỏ, Hoàng tử cường quyết định đỗ xe bên đường rồi đi bộ theo. Nhiệm vụ mà Ngô Bình giao cho hắn ta là bảo vệ Ngô Nghi, cho nên hắn ta không dám để Ngô Nghi biến mất khỏi tầm mắt của mình. Hai bên con đường nhỏ là các ngôi nhà cấp 4, bán đủ thứ trên đời nên khá đông vui. Khi đi qua một cửa hàng bán bánh cuốn, bụng Ngô Mi réo lên, cô bé định ăn một suất rồi đi dạo tiếp. Hoàng tử Cường bật cười, sau đó đi vào cửa hàng ở bên cạnh để mua một bao thuốc. Hắn ta vừa đi vào thì đã có một bà lão bê một thùng than đi ra, bà lão run lẩy bấy, thở hồng hộc rồi nói với Ngô Mi, "Cô bé, có thể bê giúp bà sang sân bên kia không?" Ngô Mi vốn tính lương thiện nên cười nói, "Được ạ." À, cô bé đi tới gần thùng than rồi bê sang sân khác, bà lão thì đi theo sau. Vương Tường vội nói: "Tiểu Nghi, bảo bà ấy tự bê đi, bà ấy cũng có con cháu mà." Tuy nói vậy, nhưng cô nhóc vẫn đi theo. Ông chủ bán bánh cuốn đã lớn tuổi, chỉ mải miết cúi đầu bận việc nên không chú ý tới Ngô Mi và Vương Tường. Hai cô nhóc đi sang sân nhà bà lão rồi mở cửa, ngay sau đó đã có hai người đàn ông xông ra rồi bịt miệng họ lại. Ngô Mi và Vương Tường hoảng hốt, định hét lên nhưng không được, sau đó mắt họ mờ đi, không lâu sau đã bất tỉnh nhân sự. Hoàng tử cường rời khỏi cửa hàng tạp hóa thì phát hiện ngô mi đã biến mất, hắn ta hoảng hồn, vội vàng hỏi ông chủ quán bánh cuốn, ông chủ, hai cô bé vừa nãy đâu rồi? Ông chủ đã hơn 70, tai thì điếc nên hỏi, cậu bảo gì cơ? Hoàng tử cường nói to lại lần nữa, nhưng ông chủ chỉ lắc đầu, tôi không biết, vừa nãy còn ở đây cơ mà, tôi tráng bánh cuốn xong rồi đây mà người đâu mất rồi. Hoàng tử cường cuống lên nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy ai hắn ta vội gọi vào số của Ngô Mi, nhưng điện thoại đã tắt máy. Hoàng tử cường hoảng loạn, không dám chậm trễ mà gọi ngay cho Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đang ở khách sạn, sau khi nhận được điện thoại của Hoàng tử Cường, anh đứng bật dậy cái gì? Tiểu Mi mất tích rồi ư? Hoàng tử Cường vã mồ hôi nói, cậu chủ, tôi đi mua bao thuốc có một, hai phút thôi mà đã không thấy cô chủ đâu rồi. Ngô Bình trầm giọng nói, anh cứ bình tĩnh, anh phát hết sức mạnh của mình ra thì sẽ tìm thấy Tiểu Mi. À, mới đây thôi nên Tiểu Mi chưa đi xa được, anh cứ tìm trong phạm vi 100 mét. Dặn dò Hoàng tử Cường xong, Ngô Bình nói, có chuyện gấp rồi, tôi phải đi đây. Chu thanh niên nghe ra vấn đề nên cũng cuống lên nói, anh Ngô, em đi với anh. Ngô Bình gật đầu rồi lái chiếc S5 của Chu Thanh Niên về huyện Minh Dương. Trên đường đi, Chu Thanh Niên đã gọi cho Chu Truyền Võ thì ông ấy bảo đang ở Vân Đình. Nhưng cô ấy cần bố mình giúp việc này. Nghe thấy tin Ngô Mi mất tích, Chu Truyền Võ lập tức ra lệnh cho người phụ trách chính của huyện tìm kiếm Ngô Mi. Cùng lúc đó, Ngô Bình bảo Chu Thanh Nhiên gọi cho Hà Tất Sĩ, ông ấy là đội trưởng đội điều tra ở huyện nên quen biết rộng, mong ông ấy nhanh tới để hỗ trợ hoàng tử Cường. Hà Tất Sĩ đang ngồi uống trà trong văn phòng, nhận điện xong, ông ta nói ngay, "Cậu yên tâm, tôi sẽ cho người đi luôn." Sau đó, Ngô Bình lại gọi cho đội phó khuất hành nghĩa dù hai người không quen thân, nhưng anh mặc lệ, giờ cứ ai có tác dụng là anh nhờ hết. Nhận được điện thoại của Ngô Bình, khuất hành nghĩa vô cùng cảnh giác hỏi, Ngô Bình, cậu gọi tôi có việc gì thế? Ngô Bình, em gái tôi đã mất tích, tôi muốn nhờ anh cho người đi xung quanh nơi em tôi mất tích để tìm. Khuất hành nghĩa ngẩn ra rồi vui vẻ nhận lời, được, cậu nói địa chỉ đi, tôi sẽ cho người đi ngay. Cùng lúc đó, lãnh đạo các cấp ở huyện cũng sôi sục. chưa tới 15 phút, Cả thôn thành đã bị phong tỏa, đến một con ruồi cũng không bay lọt. Chương 159, chấn động cả huyện. Chẳng mấy chốc, người của đội điều tra, hình sự và huyện đều ra quân. Ngoài ra, hoàng tử cường còn gọi thêm một nhóm người nữa tới. Các nhân vật lớn ở huyện đã đích thân tới hiện trường giám sát, như thể dù có phải đào đất lên cũng phải tìm thấy người bằng được. Trong ngôi nhà cách quán bánh cuốn không xa, bà lão kia đang quan sát ra bên ngoài qua khe hở ở cửa với vẻ hoảng sợ bà ta đóng cửa lại rồi quay người đi vào trong nhà. Có hai người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi trong nhà, họ đều là con trai bà ta, ai cũng cao lớn cả. Bà lão, ở ngoài có nhiều người lắm, chắc đang tìm hai cô bé này, xem ra hai đứa nó có thân phận không đơn giản đâu. Một người đàn ông mặc áo cộc tay hừ lạnh nói, mẹ, ngày xưa mẹ được người trong giang hồ gọi là độc nương cơ mà. Bên thuê mình đang đòi người loạn lên đây này, chúng ta mà không lo ổn thỏa là bị phạt nặng đấy một người đàn ông cởi trần khác nói mẹ anh con nói đúng đấy chúng ta đã nhốt hai con bé ấy xuống hầm rồi họ không tìm thấy được đâu bà lão lắc đầu cẩn thận vẫn hơn mẹ cứ thấy lần này phản ứng của họ không bình thường hai đứa cẩn thận đấy đừng có rước họa vào thân làm xong đơn hàng này thì mình chuyển tới nơi khác sống cách đó không xa hà tất sĩ đang kiểm tra camera của các cửa hàng gần đó nhưng tiếc là quán bánh cuốn lại nằm ở góc chết của máy quay nên không nhìn thấy gì cả Hà Tất Sĩ đang rất cuống, đứng sau lưng ông ta là Chủ tịch huyện Hán Thiên Dũng, Phó Chủ tịch La Duy Khang và các nhân vật đầu não khác. Hàn Thiên Dũng ngoài mặt thì lo lắng, nhưng trong lòng thì rất bình thản. Ông ta đã nhận được tin mấy hôm nữa, Chu Truyền Võ sẽ chuyển đến Vân Đình, xa mặt cách lòng, việc gì ông ta lại nịnh nọt Chu Truyền Võ nữa. La Duy Khang đứng cạnh đó thì khác, vì ông ấy nhận được tin có khả năng Chu Truyền Võ được điều động lên tỉnh. Người biết được tin này rất ít nên ông ấy cũng giữ kín. Ông ấy cho rằng tiền đồ của Chu Truyền Võ sẽ rộng mở nên ngay khi nhận được lệnh đã chạy đi ngay. Lúc này, đột nhiên điện thoại của Hàn Thiên Dũng đổ chuông, ông ta liếc nhìn rồi vô thức đứng thẳng người, còn chưa nghe máy mà đã mỉm cười và cung kính rồi, "Bí thư Lưu, dạ, dạ, tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ sát sao và tìm thấy Ngô Mi nhanh nhất có thể." Ngắt máy xong, ông ta thoảng vẻ hoảng sợ sao chuyện này lại kinh động tới cả quan trên tỉnh chứ rốt cuộc cô bé bị mất tích này là người như thế nào trong lúc ông ta thấy dối bời thì điện thoại lạ đổ chuông thấy là số của thủ đô ông ta vội nghe ngay trong điện thoại vang lên một giọng nói sang sảng anh là hàn thiên dũng hả hàn thiên dũng có thể cảm nhận được khí thế của đối phương nên đáp ngay vâng xin hỏi ông là tôi là triệu chính lệnh của bộ an ninh trật tự Hàn Thiên Dũng sợ đến mức run lên rồi nói: Sếp, sếp Triệu có gì căn dặn ạ? À? Triệu Chính lệnh trầm giọng nói: Huyện các anh có một cô bé tên là Ngô Mi bị mất tích, anh phải sắp xếp người tìm ra cô bé ngay. Tôi đã lệnh cho chuyên gia trinh sát của tỉnh đến rồi, anh nhớ đón tiếp cho cẩn thận. À, đội đặc nhiệm cũng đang trên đường tới, anh phụ trách cho người đưa họ đến hiện trường nhé. Hàn Thiên Dũng nuốt nước, nước miếng nói: Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Ngắt máy xong ông ta gào lên với Hà Tất Sĩ, có manh mối gì chưa? Hà Tất Sĩ đã kiếm tra hết các camera, nhưng không có thu hoạch gì, ông ấy lau mồ hôi nói, chủ tịch, chưa có. Hàn Thiên Dũng nổi điên, vô tích sự, tôi cho anh một tiếng để tìm manh mối cho tôi, không thì tôi cho anh nghỉ việc luôn. La Duy Khang Ho Khan nói, đương nhiên nếu anh tìm thấy manh mối thì sẽ được thăng chức. Hà Tất Sĩ sáng mắt lên, dẫu sao ông ấy cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong đội điều tra, Xung quanh nơi mà Ngô Mi mất tích đều có camera, chúng tôi đã kiểm tra hết nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của cô bé. Hơn nữa xe cộ không thể đi qua nơi này nên nếu tội phạm đưa cô bé đi sẽ lọt vào camera ngay. Tôi kết luận là cô bé vẫn đang ở đây. Ông ấy dùng bút vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Hàn Thiên Dũng gào lên, cho người lục soát từng nhà cho tôi, dẫn cả chó nghiệp vụ theo, không được bỏ qua một manh mối nào hết. Hiện giờ, Ngô Bình đang trên đường về anh lái xe như bay, tăng tốc lên 200 km h trên đường đi anh gần như đã vận dụng hết các mối quan hệ của mình. Chu thanh niên an ủi, anh ngô, anh đừng lo lắng quá, nhất định tiểu mi sẽ không sao đâu. Hiện trường bị phong tỏa rồi mà. Nhớ tiểu mi bị thương hay bị người ta bắt nạt thì sao, ngô bình thoáng qua vẻ hung dữ, không cần biết là ai làm, nhưng nếu để anh bắt được, anh sẽ giết nó. Chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc, khả năng quan sát của Ngô Bình rất mạnh, cả đường đi anh đã vượt qua không biết bao nhiêu sen nên anh chỉ mất chưa tới một tiếng đã đi hết quãng đường gần hai tiếng đồng hồ. 5 giờ chiều, anh và Chu Thanh Nhiên đã tới hiện trường rồi. Hoàng tử Cường đứng bên ngoài chờ anh, vừa thấy Ngô Bình, hắn ta đã quỳ xuống nói, cậu chủ, do tôi thất trách, không để mắt đến cô chủ. Đứng lên đi, Ngô Bình trầm giọng nói. Hoàng tử Cường vội vàng đứng dậy, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Ngô Bình, chuyện này không trách anh được nên đừng nghĩ nhiều, đã có manh mối gì chưa hoàng tử cường vội đáp tạm thời họ vẫn chưa tra ra manh mối gì nhưng có thể xác định một điều là cô chủ vẫn đang ở gần đây nhưng không biết vị trí cụ thể ở đâu ngô bình gật đầu dẫn tôi đi xem hoàng tử cường đi trước dẫn đường cho ngô bình tới chỗ đội chỉ huy ở trong một căn nhà dân rộng rãi hà tất sĩ đang dò camera thì nghe thấy tiếng của ngô bình có phát hiện gì chưa hà tất sĩ giật mình ngoảnh lại thì nhìn thấy ngô bình đang lạnh mặt Ông ấy đáp, Ngô Bình, tạm thời vẫn chưa tìm thấy Ngô Mi, nhưng tôi tin cô bé vẫn đang ở gần đây, chắc bị tội phạm giấu đi đâu đó. Chúng tôi đã dẫn chó nghiệp vụ đi tìm rồi. Hàn Thiên Dũng nhanh nhỏ giơ tay ra chào hỏi, cậu là cậu Ngô đúng không? Tôi là Hàn Thiên Dũng, chủ tịch huyện ta. Ngô Bình không bắt tay với ông ta mà chỉ gật đầu, làm Hàn Thiên Dũng ngại ngùng rụt tay lại. Ông ta chắc chắn anh là người có lai lịch lớn, không thì sao có thể làm kinh động tới tỉnh và bộ an ninh chính trị được. Ông ta nói, "Cậu Ngô cứ yên tâm, người của chúng tôi đang dốc toàn lực đi tìm rồi, nhất định sẽ tìm thấy cô nhà thôi." Ngô Bình không để ý đến ông ta, mà nhìn chăm chú vào tấm bản đồ trước mặt Hà Tất Sĩ rồi hỏi, "Vị trí của Tiểu My ở khoanh tròn này à?" Hà Tất Sĩ gật đầu, "Đúng vậy, trong phạm vi này, vì camera ở xung quanh đều không quay được cảnh Ngô My rời đi." Ngô Bình gật đầu rồi chợt đi ra ngoài, anh bật tung người rồi nhảy lên mái một ngôi nhà cao 5 mét sau đó vận hết chân khí để hô to, ai bắt cóc em gái tôi. Tôi cho ba giây để ra đây. Giọng nói của anh như tiếng sấm rền, làm người dân xung quanh không biết ai mang loa ra mà gào to thế. Nhóm hà tất sĩ biến sắc mặt, giọng của con người có thể to như vậy ư. Hoàng tử cường hãi hùng, cậu chủ đã là tông sư cảnh giới thần rồi. chương 160, Thần Thiên Giáo. Khuất hành nghĩa cũng đang ở đây, anh ta ngẩn ra nhìn ngô bình với vẻ khiếp sợ bởi anh ta biết xó tông sư cảnh giới thần mạnh đến mức nào. Bà lão ở trong ngồi nhà đang giấu ngô mi và vương tường nghe thấy thế thì đứng hình, là tông sư cảnh giới thần. Hai người con trai của bà ta cũng lao vào nhà với vẻ mặt lo lắng, tu vi của ba mẹ con họ gộp lại cũng không đọ lại tông sư cảnh giới thần. Chết tiệt, động ngay vào em gái của tông sư cảnh giới thần rồi, tên cởi trần hoảng sợ nói, mẹ ơi, giờ phải làm sao đây? Bà lão trầm giọng nói, chuyện đến nước này thì phải giết người diệt khẩu ngay, xử lý hai con bé ấy đi, đừng để ai phát hiện ra. Còn nữa, mau thông báo về môn phái để họ cử người tới tiếp ứng cho mình. Một, Ngô Bình bắt đầu đếm, cùng lúc đó anh nhắm mắt lại khởi động thần giác, để cảm nhận khí tức ở xung quanh. 2. Thần giác của anh đã phóng ra phạm vi 20 m 3. Sau tiếng đếm đó, thần giác của anh đã phóng tới phạm vi 30 mét đột nhiên anh mở mắt, vì cảm nhận có ba cao thủ cảnh giới khí trong một ngôi nhà gần đó, điều này rất bất thường. Một bóng người lướt qua các ngôi nhà rồi đáp xuống đúng ngôi nhà của bà lão. Lúc này, bà ta cùng hai người con trai của mình đang đi lại trong phòng, bỗng có thêm một người xuất hiện, bà lão lập tức giơ tay lên tấn công. Quỳnh! Mặt đất rung chuyển, ngay khi bà ta xuất chiêu, Ngô Bình đã áp sát rồi tung một trường ra. Giác! Bà lão bị đánh bay như con diều đứt dây, sau đó đập mạnh vào một cái cây cổ thụ làm lục phủ ngũ tạng dập nát sau đó bà ta còn hộc ra một ngụm máu đen có lẫn cả nội tạng hai người con của bà ta thấy thế thì hoảng hồn họ hét lên rồi lao về phía ngô bình họ đều có tu vi ở cảnh giới khí tiểu chu thiên thực lực cũng khá nhưng tiếc là chưa thể so bì với ngô bình được bụp họ còn chưa tiến lại gần thì đã bị ngô bình đá bay sau đó đập người xuống đất máu tươi chảy ra từ khắp các lỗ trên người Ngô Bình không hỏi họ là ai mà khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì lập tức phát hiện ra Ngô Mi và Vương Tường đang hôn mê. Anh nhanh chóng tìm thấy lối vào mật thất, sau đó hai tay đỡ cả hai cô bé ra ngoài. Anh quan sát thì thấy thật may là hai cô bé chỉ bị chuốc thuốc mê, còn người không bị tổn hại gì. Ngô Bình ấn vào người Ngô Mi mấy cáu là cô bé tỉnh lại ngay. Mở mắt nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Mi mừng rỡ gọi anh ơi. Ngô Bình gật đầu rồi quay sang đánh thức Vương Tường. Phương Tường nhảy dựng lên rồi chỉ tay vào mặt bà lão kia, bà ta là người xấu đấy ạ. Ngô Bình đi tới trước mặt bà lão đang hấp hối rồi hỏi, tại sao bà lại bắt cóc em gái tôi? Bà ta đang thoi thóp nên không thể mở miệng nói chuyện được. Ngô Bình đá vào người bà ta một cú, truyền cho bà ta một chút lực sinh mệnh thì mặt bà ta mới hồng hào hơn một chút, khốn kiếp. Tao là người của thần thiên giáo, họ sẽ không tha cho mày đâu. Trả lời câu hỏi của tôi. Bà lão hung hăng nói, chúng ta nhận lệnh tìm các cô bé từ 15 đến 18 tuổi đưa về tổng bộ. Đưa về đó làm gì, Ngô Bình hỏi. Họ sẽ được huấn luyện chung rồi trở thành người của giáo phái. Xuất lời, bà ta tái mặt rồi nghèo cổ sang một bên, đã chết. Ngô Bình nhìn sang hai đứa con của bà ta rồi đạp cho mỗi tên một phát, họ không chết nhưng cũng hết hơi. Ngô Bình nhìn vào tên cởi trần rồi hỏi, còn ai trong giáo phái của các người ở huyện Minh Dương nữa không? Tên đó lườm Ngô Bình rồi nói, "Mày đừng đắc ý vội. Hương chủ của bọn tao đang đến rồi, người cũng là tông sư cảnh giới thần, người sẽ trả thù cho bọn tao." Lúc này, cửa chợt bị đẩy mở, cảnh sát của đội điều tra, hình sự và đặc nhiệm đều ùa vào rồi đứng kín nhà. Hàn Thiên Dũng thấy Ngô Mi và Vương Tường thì sáng mắt lên nói, "Cậu Ngô, tìm thấy người rồi à?" Ngô Bình gật đầu, "Vâng, còn đây là ba tên bắt cóc, các ông dẫn họ đi đi." hà tất sĩ đi tới cạnh bà lão kia quan sát thấy bà ta đã tắt thở ông ấy ho khan một tiếng rồi nói tội phạm chống lại người thi hành công vụ nên bị đội của ta bắn chết chu nhược tuyết em mau bắt các tội phạm khác về đồn thẩm vấn chu nhược tuyết vâng lời rồi gọi thêm đồng đội đến dẫn người đi ngô bình đi tới ấn vào người hai tên đó để phế tu vi của họ phòng giữa đường họ bỏ trốn hàn thiên dũng cười lớn rồi nói cậu ngô cậu còn cần gì nữa không Ngô Bình lắc đầu, "Không, mọi người vất vả rồi." "Có gì đâu?" Hàn Thiên Dũng vội nói. "Ai làm việc người nấy, mọi người nhanh chóng tản đi." Ngô Bình dẫn Ngô Mi, Chu Thanh Nhiên và Hoàng Tử Cường về nhà, giữa đường thì Hoàng Tử Cường đưa Vương Tường về nhà. Sau khi họ về nhà của Chu Thanh Nhiên, Trương Lệ vẫn chưa biết chuyện gì, Ngô Bình dặn Ngô Mi đừng kể cho bà khỏi lo lắng. Ngô Mi bị dọa sợ nên Ngô Bình phải an ủi cô bé một lúc, Chu Thanh Nhiên hỏi chuyện sau khi biết cách bà lão kia lừa hai cô bé thì bực mình nói, bà già này thật độc ác. Chết cũng đáng đời. Ngô Bình, họ là người của thần thiên giáo, thanh niên, em có biết giáo phái này không? Chu thanh niên lắc đầu, em không, nhưng chắc chắn là tà giáo, không thì cần các cô gái trẻ làm gì. Vì thế, Ngô Bình lại gọi cho Đinh Thượng Hiệt. Người này không hổ đã sống cả trăm tuổi nên biết rất nhiều chuyện. Ông nói cho Ngô Bình biết thần thiên giáo là tà giáo, thế lực rất mạnh vì hình như người chống lưng cho họ rất có quyền thế. Thần thiên giáo từng bị càn quét ba lần, nhưng sau đó lại ngày càng lớn mạnh hơn như nấm mọc sau mưa. Ngô Bình đâm chiêu cúp máy, anh định gọi cho từ quý phi để nghe ngóng thì chợt có một số lạ gọi tới. Sau khi anh nghe máy thì có một giọng nói rất tà ác vang lên. Ngô Bình phải không? Ngô Bình cao mày, ai thế? Người đó u ám nói, người sẽ giết mày. Mày dám giết thành viên của giáo phái, đây là tội chu di ba họ, mày và người nhà cứ chuẩn bị tinh thần chờ chết đi. Ngô Bình bốc lửa nóng lên đầu rồi lạnh giọng nói, chúng mày là bọn thần tiên giáo đúng không? Muốn giết tao chứ gì, tao cho cơ hội đây, chọn chỗ đi, tao sẽ tới. Giỏi, thằng này được, người kia cười nói, tối nay, tao sẽ chờ mày ở chùa khô Phật. Tao sẽ đến. Ngô Bình vừa ngắt máy xong thì Chu thanh nhiên nói, anh Ngô, anh đừng đi, nếu họ muốn giết anh thì kiểu gì cũng có sự chuẩn bị rồi. Ngô Bình xa sầm mặt đáp, họ có thể tra ra thân phận của anh nhanh như vậy, thậm chí còn có cả số điện thoại luôn, chứng tỏ khả năng của họ rất mạnh, anh phải phản đòn, để họ biết sự lợi hại của anh, không thì họ sẽ không chịu thôi đâu. Dứt lời, Ngô Bình lấy một tấm danh thiếp ra, trên đó có số điện thoại của nhị sư huynh, anh do dự rồi ấn số gọi. Một người đàn ông có khí chất nho nhã mặc áo màu xanh đang ở trong một căn dinh thự tại thủ đô, nhìn người này rất khó đoán tuổi, ông ấy ngồi trong phòng nhìn mọi người ở phía dưới mà mặt không có chút cảm xúc nào. Hiện giờ, đang có hơn chục thủ lĩnh của các thế lực giang hồ đang đứng trong phòng khách, họ đều là những nhân vật có máu mặt, nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này thì đều khép nép không dám ngẩng đầu lên như cô vợ mới về nhà chồng. chương 161, Nhị Sư Huynh Người đàn ông mặc áo dài màu xanh nhạt nhẹ nhàng nói cho các người thêm 3 ngày để chỉnh đốn tác phong. Được rồi, lùi cả đi, đám người kia đồng loạt chắp tay rồi nối đuôi nhau rời đi. Có một ông lão từ ngoài bước vào, trông dáng dấp là một cao thủ tiên thiên. Ông lão kính cẩn nói, đại nhân, có một số lạ gọi đến. Rồi ông lão cầm chiếc điện thoại phục cổ bằng cả hai tay và đưa đến trước mặt người đàn ông mặc áo dài xanh nhạt. Đôi mắt ông sáng lên, chẳng lẽ sư phụ tìm mình. Ông vội vàng nghe máy, đầu dây lại vang lên một giọng nói trẻ tuổi, là nhị sư huynh phải không? Người đàn ông cao mày, cậu là ai? Sao lại gọi vào số này? Người ở bên kia đầu dây tất nhiên là Ngô Bình. Anh nói, chào sư huynh, em là đệ tử mới được sư phụ nhận. Trước khi đi, sư phụ đã đưa danh thiếp của anh và đại sư huynh cho em, bảo rằng có việc thì có thể tìm hai vị sư huynh. Vẻ nho nhã thoát cái biến mất, người đàn ông kia hỏi lại, cậu nói gì cơ? Cậu là sư đệ của tôi. Ngô Bình đáp phải, sư huynh, ngoại trừ em, sư phụ còn nhận một sư muội có thể chất cốt tiên. Người đàn ông bất lực trợn mắt, mình đã từng này tuổi mà sư phụ còn tìm một cậu sư đệ đến cho mình nữa. Nhưng ông biết vị sư đệ này không phải là giả, vì số điện thoại này, ông chỉ đưa cho sư phụ, người khác không hề biết. Ông hắng giọng nói, sư đệ tìm anh có chuyện gì sao? Ngô Bình hỏi, sư huynh đã từng nghe đến thần thiên giáo chưa? Người đàn ông hơi biến sắc, sư đệ à, cậu có chuyện gì với thần thiên giáo vậy? Anh đáp, người của họ đã cho em gái em, còn em giết một tín đồ của họ. Đối phương hẹn em 8 giờ tối nay đến chùa khô mộc chờ chết. Ông cười khẩy, thần thiên giáo lại thiếu đòn rồi đây. Sư đệ đừng sợ, anh sẽ đến giải quyết chuyện này giúp cậu. Nhân tiện, anh cũng muốn gặp sư đệ và sư muội. Người đàn ông kia vừa cúp máy, gương mặt lập tức lộ vẻ lo lắng. Ông lão ở bên cạnh giật nảy mình, đại nhân chưa từng có vẻ mặt như vậy, chuyện gì đã xảy ra thế này? Thế là ông lão vội hỏi, có chuyện gì vậy, thưa đại nhân? Người đàn ông nọ thở dài, tôi đã lớn tuổi rồi, thật sự không giỏi giao lưu với lứa trẻ. Dừng một chút, ông nói tiếp, chuẩn bị máy bay đi, tôi muốn đến huyện Minh Dương ở tỉnh Kha. Ở số 3 đồng hồ, Ngô Bình vẫn đang chờ tin của nhị sư huynh. Anh nhìn đồng hồ, đã sắp 6 giờ rồi, liệu sư huynh có đến không? đúng lúc này một chiếc mpv phổ thông đỗ ở trước cổng biệt thự số 3 đông hồ cửa xe mở ra một người đàn ông mặc áo dài xanh nhạt bước xuống người đàn ông này thoạt nhìn không rõ tuổi tác tay cầm quạt gấp ánh mắt sáng như ngọc toàn thân toát ra khí chất phóng khoáng vừa nghe tiếng ô tô ngô bình đã bước ra nhìn thấy người đàn ông mặc áo dài kia lòng anh giật thót trong cơ thể đối phương sở hữu nguồn năng lượng có mật độ như thủy ngân vậy nguồn năng lượng ấy cực kỳ khủng khiếp, bọn họ có một tên gọi là nhân tiên. Không cần phải đoán, người này chắc chắn là nhị sư huynh rồi. Ngô Bình vội vàng cúi chào thật sâu, chào nhị sư huynh. Người kia khẽ cười, xài một bước chân thôi đã là mười mấy mét. Đối phương đỡ Ngô Bình đứng lên rồi đưa mắt nhìn anh, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ không cần đa lễ đâu, sư đệ. Cả hai đều đang quan sát người còn lại. Ngô Bình kinh ngạc bởi không biết nguồn năng lượng trong cơ thể người kia đã được luyện thành như thế nào. Người đàn ông nọ thì tò mò Ngô Bình có điểm nào hơn người mà lại được sư phụ nhận làm đệ tử. Ông lên tiếng, "Sư đệ, lần đầu tiên gặp nhau, xin tự giới thiệu, anh là Dương Mộ Bạch." Ngô Bình cười nói, "Chào sư huynh, em là Ngô Bình." Hàn Huyên vài câu, Ngô Bình đưa Dương Mộ Bạch đến phòng khách. Dương Mộ Bạch chỉ đưa một tài xế theo, tài xế là người bình thường, đang hút thuốc trong sân. Ông tìm một chỗ để ngồi xuống, đoạn hỏi: "Sư đệ à, sư phụ đến lúc nào vậy?" Ngô Bình thuật lại chuyện ở Vân Kinh, Dương Mộ Bạch gật đầu, không ngờ sư muội lại là cốt tiên. Thiên tài thế này 300 năm mới có một người, chẳng trách sư phụ lại nhận làm đệ tử. Rồi ông cười nói: "Sư đệ à, chắc hẳn cậu cũng có điểm hơn người." Ngô Bình đáp: "Em biết một chút y thuật, luyện bừa chút ít công phu." Dương Mộ Bạch cười bảo: "Sư đệ khiêm tốn quá rồi." có tông sư cảnh giới thần nào lại luyện bừa mà thành kia chứ? Ngô Bình nói, trước đây đúng là em tự tu luyện, không ai chỉ dạy. Dương Mộ Bạch kinh ngạc, ông biết nếu không có danh sư chỉ điểm thì việc tu luyện sẽ rất khó khăn và nguy hiểm, bèn hỏi ngay, thật ư? Sư đệ đã tu luyện bao lâu rồi? Ngô Bình ngẫm nghĩ, hai năm rồi. Dương Mộ Bạch trợn tròn mắt, gì cơ? Sư đệ à, cậu chỉ mất hai năm mà đã từ một người bình thường trở thành tông sư cảnh giới thần, anh ngây ra, vậy là nhanh lắm sao, sư huynh. Khóe môi dương mộ bạch giật giật, năm xưa ông từ thuở vỡ lòng đi đến cảnh giới thần, mất đến 9 năm. Hơn nữa, nhờ sự chỉ điểm của một cao nhân như sư phụ nên ông mới tiến bộ nhanh đến thế. Ông hiểu ra vì sao sư phụ lại nhận Ngô Bình làm đệ tử rồi. Anh chẳng khác gì quái vật cả. Rồi đột nhiên ông thấy rất vui, sau này có một sư đệ quái vật như vậy, ngày tháng chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều sư đệ à, sư phụ đã dạy công phu cho cậu chưa? Ngô Bình lắc đầu, sư phụ có việc gấp nên vẫn chưa truyền dạy, chỉ cho em một quyết sách. Nói đoạn, anh lấy quyển bí tịch của Kim Cương Thiền Sư ra. Dương Mộ Bạch lật vài trang, cười bảo đây là công phu đỉnh nhất của chùa Đại Thiền đấy. Cậu luyện chưa? Ngô Bình đáp, em luyện ngưng huyết chỉ rồi, mấy cái khác thì chưa luyện. Mắt Dương Mộ Bạch sáng lên, ồ, oh, cậu luyện thành ngưng huyết chỉ rồi à, vậy đánh anh thử xem uy lực thế nào. Ngô Bình sờ mũi, sư huynh à, như vậy không hay cho lắm. Yên tâm đi, tôi không gặp bất chắc gì đâu, Dương Mộ Bạch cười đáp. Ngô Bình nhấc tay, vỗ lên vai đối phương, một luồng lực chấn động rất kỳ diệu xuyên qua xương. Khoảnh khắc ấy, gương mặt Dương Mộ Bạch lóe lên tia sáng đỏ. Ông nhướng mày, khá đấy, uy lực ngưng huyết chỉ của sư đệ rất mạnh, đủ để giết cao thủ tiên thiên. Rồi ông cười hỏi, sư đệ à, Cậu luyện ngưng huyết chỉ mất bao lâu vậy? Ngô Bình nhĩ ngợi, chắc là vài giờ, hơi khó luyện. Nụ cười của Dương Mộ bạch càng sâu hơn. Ông nói, sư đệ à, cậu đúng là quái vật. Cậu có biết ngưng huyết chỉ khó luyện ra sao không? Trong hàng nghìn hòa thượng của Chùa Đại Thiên, chỉ có không quá 10 người luyện thành ngưng huyết chỉ. Hơn nữa, đa số họ đều phải luyện mấy tháng mới thành công. Còn cậu chỉ mất có vài giờ. Ngô Bình ngây ra, nhủ thầm, khó đến vậy ưu. Dương Mộ Bạch vỗ vai anh, anh sẽ ở lại đây vài ngày. Sư phụ không có mặt, anh sẽ truyền dạy vài món công phu cho cậu. Ngô Bình mừng rỡ, cảm ơn sư huynh. Sau đó Dương Mộ Bạch hỏi đến mâu thuẫn giữa anh và Thần Thiên giáo. Biết chuyện Thần Thiên giáo bắt trói em gái của Ngô Bình, ông cười lạnh lùng, Thần Thiên giáo đúng là chán sống. Dám bắt nạt chúng ta. Ngô Bình nói, người của Thần Thiên giáo hẹn gặp em ở chùa Khô Mộc vào 8 giờ tối nay em sợ không đánh thắng được họ nên mới nhờ sư huynh giúp đỡ. Dương mộ bạch cười bảo, cậu tìm sư huynh là phải. Chuyện của cậu chính là chuyện của sư huynh, chúng ta không thể để chúng ức hiếp. Ông nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, anh sẽ dạy đoàn thể thuật cho cậu. chương 162, Tả hộ Pháp Thần Thiên Giáo Đoàn thể thuật, đó là gì vậy? Tuy từng học y, nhưng Ngô Bình chưa từng nghe đến thuật ngữ này. Dương mộ bạch đáp, là phương pháp luyện hình của người Europa, có thể giúp cơ thể trở nên vô cùng dũng mãnh. Đoàn thể thuật của anh là một phương pháp có từ thời đế chế La Mã, chỉ có quý tộc đỉnh cấp mới kiểm soát được. Ngô Bình hứng thú hỏi, sư huynh à, người Europa cũng có võ học của họ ư? Dương Mộ Bạch bật cười, cậu đừng xem thường người trong thiên hạ nhé, sư đệ. Mỗi một dân tộc đều có điểm hơn người của mình. Europa không chỉ có đoàn thể thuật mà còn có tinh thần thuật, bọn họ cũng có cao thủ cấp võ thần, võ vương rồi ông nghiêm nghị bảo, sau này, nếu cậu gặp phải cao thủ của Europa thì tuyệt đối không được lơ là. Ngô Bình gật đầu, em hiểu rồi. Dương Mộ Bạch lập tức truyền dạy đoàn thể thuật cho Ngô Bình. Đoàn thể thuật này tổng cộng có 12 động tác, tương ứng 12 canh giờ. Mỗi canh giờ tập một động tác, phối hợp với tâm pháp khẩu quyết. Trí nhớ thị giác của Ngô Bình cực tốt, anh chỉ cần nhìn hai lần đã thuộc, sau đó phối hợp với tâm pháp khẩu quyết để lĩnh hội 12 động tác này anh nội quan cơ thể, phát hiện khi anh luyện động tác đầu tiên thì độ khó đã khá cao rồi. Nếu không nhờ anh có tu luyện ngũ long thánh quyền thì chuyện này thật sự không dễ chút nào. Lúc anh thi triển động tác, chân khí trong kinh mạch sẽ sộc thẳng vào một số bộ phận trong cơ thể, đánh thẳng vào kinh mạch cấp 4 trong đó. Anh thầm kinh ngạc, xem ra đoàn thể thuật này không đơn giản, hiệu quả rất rõ rệt. Anh học xong 12 động tác cũng chỉ mất 1 giờ. Dương mộ bạch rất bất ngờ, ngày xưa ông học mất đến mấy ngày ngô bình học nhanh hơn ông gấp mấy mươi lần nhìn đồng hồ ông nói chúng ta đến chùa khô mộc thôi sư đệ ngô bình gật đầu anh đích thân lái xe đưa cả hai đến chùa khô mộc chùa khô mộc là một ngôi chùa cổ ở huyện minh dương đã đóng cửa vài năm trước đang được tu bổ nên không ai đến đây cả lúc này tại chùa khô mộc có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên một chiếc ghế ở đại điện trong chùa sau lưng người này là một bức tượng. Một người khác đứng ở đối diện, non khá trẻ, chỉ chừng 30 mấy tuổi, cung kính nói với người trung niên kia, tả hộ pháp, người đến hôm nay là một cao thủ cảnh giới thần. Tôi lo rằng năng lực của mình không đủ để đánh thắng đối phương nên mới phiền đến tả hộ pháp. Người trung niên nhẹ giọng đáp, đường chủ nghiêm làm vậy rất đúng. Khi chưa hiểu rõ kẻ địch thì phải chuẩn bị thật đầy đủ. Đường chủ nghiêm nhìn đồng hồ, đối phương sắp đến rồi không lâu sau đó ngoài chùa vang lên tiếng ô tô cổng chùa được đẩy ra có hai người bước vào đường chủ nghiêm cười khẩy bước ra khỏi đại điện nhìn ngô bình chằm chằm cậu là ngô bình ngô bình đáp chính là tôi còn anh là người gọi điện bảo tôi đến đây chờ chết đường chủ nghiêm nói bằng giọng uy nghiêm lá gan cũng lớn lắm còn đưa một người đến chết cùng dương mộ bạch lạng yên đứng đó không nói gì người trước mặt chỉ là cao thủ cảnh giới thần không đáng để ông ra tay sư đệ của ông giải quyết là đủ rồi anh đề cao bản thân quá rồi ngô bình tiến đến ba bước dám ra tay với người nhà của tôi anh đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ đường chủ nghiêm cười khà khà yên tâm sau khi cậu chết mẹ và em gái cậu sẽ đi theo cậu nhanh thôi ha ha bùm mặt đất rung chuyển đường chủ nghiêm còn chưa cười xong thì một cước đã xuất hiện ngay trước mặt như tia chớp, gã thất kinh Ben lùi về sau bằng tốc độ cực nhanh Chật vật tránh được cú đá chí mạng Sau đó nắm đấm của Ngô Bình cũng vung đến Lúc này anh đang thi triển ngũ long thánh quyền Mỗi quyền mỗi thức đều uy lực vô cùng Âm 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 Quyền cước của Ngô Bình không ngừng bắn phá như làn đạn Đường chủ nghiêm chỉ có thể ngăn chặn Không đủ sức để phản đòn Qua ba chiêu Cánh tay gã vừa đau vừa nhức Đã sắp không chống cự được nữa Trong lòng kinh sợ Đột nhiên Ngô Bình lùi nhanh lại nhìn vị đường chủ nghiêm kia như nhìn kẻ chết. Vẻ sợ sệt ngập tràn gương mặt, song gã vẫn nói cứng, quát con, thực lực cũng không tệ. Tiếc là cậu vẫn phải chết. Người chết là anh mới phải chứ nhỉ, Ngô Bình hờ hững nói. Đường chủ nghiêm cười khẩy, tôi đã mời tả hộ pháp của bổn giáo đến đây. Cậu có mạnh đến mấy cũng đâu thể thắng được tiên thiên. Ngô Bình bắt đầu đếm, một, hai. Đường chủ nghiêm giận dữ, cậu đếm gì đấy? Ngô Bình tiếp tục, năm, 6, 7. Khi anh đếm đến người, hai mắt của đường chủ nghiêm đã đỏ như máu. Gã hít thở khó khăn, bắt đầu ho, tức giận nói cậu đã làm gì tôi. Ngưng huyết chỉ của chùa Đại Thiền, chưa nghe qua hà, ngô bình đáp. Đường chủ nghiêm biến sắc, hoảng hốt hét lên, tả hộ pháp cứu tôi. Một cái bóng lao về phía ngô bình như tia chớp, nhưng lại gục xuống giữa đường. Tả hộ pháp nhìn dương mộ bạch trầm trầm như nhìn thấy ma trên trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh cơ thể thì run lẩy bẩy vẻ mặt rất điềm nhiên dương mộ bạch vừa nhìn tên tả hộ pháp vừa hỏi sư phụ cậu là hắc sát thần đối phương nuốt nước bọt phải sư phụ vãn bối là hắc sát thần vãn bối là dư diên phúc tả hộ pháp của thần thiên giáo kính chào tiền bối võ vương dương mộ bạch cười khẩy thần thiên giáo các người các lúc càng to gan dám động đến người nhà của sư đệ tôi dư diên phúc kinh ngạc vội vàng đáp tiền bối, đều là hiểu lầm thôi. Nếu sớm biết đó là sư đệ của tiền bối, chúng tôi tuyệt đối không dám động đến người nhà của cậu ấy. Nhưng các người vẫn động đến rồi, Dương Mộ Bạch thờ ơ nói, hai người tự sát đi. Dư Diên Phúc lùi lại mấy bước, run rẩy đáp, nếu tiền bối đã quen biết sư phụ vãn bối, liệu có thể tha cho chúng tôi một lần không? Dương Mộ Bạch hừ giọng, hắc sát thần không có địa vị lớn đến vậy. Dư Diên Phúc đột nhiên nhảy vọt lên và chạy trốn khỏi chùa. Nhưng ông ta mới nhảy được vài bước thì một tia sáng lạnh đã xẹt qua. Đầu ông ta rơi xuống, thi thể cũng đập mạnh xuống đất. Ngô Bình kinh ngạc, anh chỉ lờ mờ nhìn thấy sư huynh rút kiếm ra, thanh kiếm bay xé gió, cắt đầu Dư Diên Phúc. Sau đó nó lại quay về tay áo của Dương Mộ Bạch. Đi và về nhanh như tia chớp. Đường chủ nghiêm biến sắc, lòng ngập tràn sợ hãi, không nói được chữ nào. Còn máu của gã đang đông lại, chẳng mấy chốc sắc mặt đã tím tái, nằm phịch xuống đất. Chưa đến nửa phút sau, gã đã chết. Dương Mộ Bạch nói, sư đệ đến lục soát thử xem, người này có tu vi tiên thiên, có lẽ sẽ có đồ có giá trị trong người." Đi đến trước thi thể, Ngô Bình đưa mắt nhìn, phát hiện ngoài mấy món đồ vụt vặt thì bên trong áo ông ta còn có may một chiếc túi vải dầu. Anh xé áo để lấy túi vải dầu ra, chiếc túi khá mỏng, khi mở ra thì thấy một tấm bản đồ được gấp lại trên bản đồ vẽ địa hình núi, không có chữ, chỉ đánh dấu vài địa điểm. Ngô Bình đưa bản đồ cho Dương Mộ Bạch, đây là gì vậy, sư huynh? Dương Mộ Bạch đáp, tấm bản đồ này có lịch sử ít nhất là 1.000 năm rồi. Giữ lấy đi, có khi sẽ cần dùng đến. Lúc này có một ông lão tiến vào chùa, chưa cần Dương Mộ Bạch lên tiếng dặn dò thì đã bắt đầu xử lý thi thể. Ngô Bình lo lắng hỏi, sư huynh à, có khi nào thần thiên giáo sẽ tiếp tục trả thù không? Dương mộ bạch nhẹ nhàng đáp, yên tâm đi, anh sẽ đến thần thiên giáo một chuyến. Ngô Bình hơi ngại ngùng, gây phiền phức cho sư huynh rồi. Dương mộ bạch cười bảo, sư đệ à, tiền đồ của cậu rất sán lạn. Anh đây tuổi đã cao, chờ đến khi cậu trưởng thành, có khi anh còn phải cậy nhờ cậu. Hai người đang trò chuyện thì có người chạy vội đến, quỳ trước mặt Dương mộ bạch, thưa đại nhân. Mới nhận được tin, phát hiện có một động tiên cổ trên núi Hắc Long người của thần thiên giáo đã chiếm núi Hắc Long, đang muốn mở động tiên. Đối mắt Dương Mộ Bạch sáng lên, thảo nào tà hộ pháp của thần thiên giáo lại xuất hiện ở đây. Ha ha, ra là nơi này có động tiên, tốt lắm. chương 163, thần võ ti. Ngô Bình tò mò hỏi, sư huynh à, động tiên gì vậy? Dương Mộ Bạch cười đáp, chúng ta về rồi hãng nói nhé, sư đệ. Vậy nên Ngô Bình lái chiếc MPV phổ thông kia về biệt thự số một đông hồ, ngô bình từng nghe nói về biệt thự số một đông hồ nghe bảo có một nhân vật rất bí ẩn sống ở đấy anh không ngờ căn biệt thự ấy lại thuộc về dương mộ bạch cổng biệt thự tự động mở ra có một người trông như quản gia ra đón ngô bình lái xe vào thẳng nhà xuống xe rồi dương mộ bạch cười bảo sư đệ biệt thự này là nơi liên lạc của thần võ ti bọn anh tại huyện minh dương không ngờ lại ở gần nhà cậu như vậy đây cũng xem như duyên phận ngô bình chưa từng nghe đến thần võ ti bèn hỏi sư huynh này thần võ ti là tổ chức gì vậy dương mộ bạch cười đáp thần võ ti có hai chức trách một là bảo vệ đất nước một khi kẻ tu hành xâm phạm bọn anh sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên hai là phụ trách chỉnh đốn các thế lực giang hồ trong khu vực đừng nhìn bọn họ hô mưa gọi gió mà lầm mỗi một người trong số họ đều phải vào sổ sách của bọn anh không có sự gật đầu của anh bọn họ sẽ không thể đứng vững nếu người trong giang hồ phạm tội, thần võ ti bọn anh cũng có trách nhiệm bắt giữ họ về. Ngô Bình cả kinh, thần võ ti có quyền lực lớn như vậy, bên trong chắc là có rất nhiều cao thủ nhỉ. Dương Mộ Bạch nói, trong thần võ ti, anh xếp thứ hai, xếp trên chính là đại sư huynh của chúng ta. Anh ấy là một võ thần, có năng lực mạnh nhất. Dưới anh còn có một võ vương, tám cao thủ tiên thiên. Mỗi cao thủ tiên thiên nắm quyền kiểm soát một khu vực, gọi là xx đường ví dụ như tỉnh ca của cậu thì có giang nam đường. Trong đường có ít nhất một cao thủ tiên thiên và một số tông sư cảnh giới thần trông coi. Ngô Bình ngỡ ngàng, không ngờ nhị sư huynh lại có quyền lực lớn đến thế. Anh hỏi, sư huynh à, thần võ ti của các anh cũng có thể ra lệnh cho các bên chứ? Dương mộ bạch mỉm cười, về lý thuyết, miễn là được sự cho phép của cấp trên, anh có thể điều động lực lượng quân đội của các tỉnh, tất cả tổ chức vũ trang phải toàn lực phối hợp với anh. Tất nhiên, Trường hợp này rất ít xảy ra, dù sao thì chuyện giang hồ cũng phải dùng cách của giang hồ để giải quyết. Nói đến đây, ông bật cười, "À phải, sư đệ, cậu có muốn làm việc cho Giang Nam Đường không? Tạm thời anh sẽ giao cho cậu chức phó đường chủ." Ngô Bình chớp mắt hỏi, "Sư huynh này, đãi ngộ của phó đường chủ có tốt không?" Dương Mộ Bạch cười ha ha, "Sao sư huynh có thể khiến cậu chịu thiệt chứ? Tất nhiên là sẽ cho cậu đãi ngộ đỉnh nhất rồi, tiền lương hàng năm từ 10 triệu trở lên." Hơn nữa, mỗi lần phá được án còn được thưởng lớn. Tổ chức ở các nơi cũng có thể nhận công việc riêng, thu nhập rất đáng kể. Ví dụ như lần trước Giang Nam đường đến Sư Thành một chuyến, giúp đại gia ở đó giải quyết một vụ rắc rối lớn, kiếm được đến 200 triệu. Hai mắt ngô bình sáng lên, xem ra làm phó đường chủ kiếm được khấm khá thật. Anh hỏi ngay, Sư Huynh, làm phó đường chủ không có yêu cầu gì đâu nhỉ. Dương Mộ Bạch đáp, cậu là sư đệ của anh, cứ trực tiếp đi làm là được. Tất nhiên, tên gọi khi đối ngoại sẽ hơi khác, đến lúc ấy cậu sẽ biết." Rồi ông vỗ vai Ngô Bình, "Sư đệ, tiềm năng của cậu rất lớn. Sư huynh đã lớn tuổi, khi cậu trưởng thành thì anh và sư huynh có thể buông tay rồi." Ngô Bình biết tuổi tác của nhị sư huynh không còn nhỏ nữa, bèn nói, "Nhân tiên có thể thọ đến 300 tuổi." "Sư huynh đừng lo đến chuyện già, với tuổi của anh, cao lắm là tương đương với tuổi ngoài 30 của người bình thường thôi." Dương mộ bạch xua tay, sư đệ còn trẻ, không hiểu được nỗi lòng của người già bọn anh. Đến lúc ấy, cậu sẽ rõ thôi. Ngô Bình đổi đề tài, sư huynh này, động tiên mà anh vừa đề cập lúc nãy là nơi nào vậy? Dương mộ bạch cười đáp, anh đang định nói với cậu đây. Sư đệ có biết công pháp tu hành của người đời hiện nay đến từ đâu không? Ngô Bình nói, do tiền nhân truyền dạy. Dương mộ bạch bảo, đúng là có một phần do tiền nhân truyền dạy, nhưng phần lớn đến từ các loại động tiên và địa cung số truyền thừa này có cái đến từ thời cổ đại cũng có cái đến từ nền văn minh tiền sử nhưng suy cho cùng chúng đều đến từ nền văn minh tiền sử lòng ngô bình thoáng giao động truyền thừa trong ngọc bội của anh cũng đến từ nền văn minh tiền sử anh hỏi sư huynh à truyền thừa trong động tiên có phải rất lợi hại không dương mộ bạch đáp khó nói lắm phải xem là động tiên gì bình thường hầu hết những thứ trong động tiên đều là đồ tốt nếu may mắn thì còn có phát hiện kinh thiên động địa nhưng nếu không may thì đó có thể chỉ là một cái động nát đồ đạc bên trong đều bị phá hủy ngô bình chớp mắt không biết động tiên mà thần thiên giáo tìm được lần này có đồ tốt không dương mộ bạch cười hề hề bất luận có hay không thì cũng chẳng liên quan đến thần thiên giáo sư để có muốn đi hóng chuyện không ngô bình gật đầu ngay sư huynh em muốn đi xem dương mộ bạch cười bảo động tiên này sẽ do thần võ ti tiếp quản bọn anh sẽ dọn dẹp xung quanh thật sạch sẽ sau đó mới tiến hành khai quật đến lúc đó anh sẽ dẫn cậu theo ngô bình hỏi khoảng bao lâu nữa ạ à? chắc là nửa tháng loại động tiên này bình thường đều rất phiền phức bên trong sẽ có mấy thứ cấm đoán này kia à đúng rồi cậu cũng có thể đến đó sớm hơn ngô bình nghĩ đến việc mình đến động tiên sẽ tiếp xúc với thần thiên giáo bèn hỏi sư huynh à Chuyến đi này có thể sẽ phát sinh xung đột với Thần Thiên giáo. Anh cần em giúp đỡ không? Dương Mộ Bạch cười ha ha, Thần Thiên giáo không đủ to gan để ra tay với thần võ ti đâu. Lần này không cần phiền sư đệ. Cả hai đang trò chuyện, Ngô Bình chợt phát hiện tim của Dương Mộ Bạch có vấn đề. Tim của ông có điểm dị thường rất rõ, được ông dùng chân khí áp chế mà thôi. Hiển nhiên, tim có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Trong 10 phần lực chiến đấu, ông chỉ có thể phát huy tối đa bảy phần anh ngẫm nghĩ giây lát mới cười hỏi sư huynh này em có thể bắt mạch cho anh không dương mộ bạch hơi sướng sờ sau đó mỉm cười đưa tay ra ngô bình bắt mạch một lúc vẻ mặt hơi đanh lại anh hỏi sư huynh à anh bị bệnh tim bẩm sinh dương mộ bạch kinh ngạc sư đệ đúng là thần y bệnh của anh chỉ có sư phụ và sư huynh biết thôi sao cậu nhìn ra thế ngô bình nói em biết y thuật tất nhiên là nhìn ra được rồi. Sư huynh à, bệnh này cần phải chữa trị càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của anh. Dương Mộ Bạch cười khổ, nói thì dễ, anh là người luyện võ, phẫu thuật bình thường sẽ không hồi phục được, chỉ đành như vậy thôi. Ngô Bình suy tư nói, "Sư huynh à, em có thể giải quyết vấn đề tim của anh." Dương Mộ Bạch ngỡ ngàng, "Cậu có thể ư?" Anh khẽ gật đầu, "Chỉ cần tiến hành sửa chữa đơn giản và giúp cơ tim khỏe mạnh hơn." tim của sư huynh sẽ có thể giống như những quả tim bình thường. Dương mộ bạch nhìn sư đệ của mình, lặng lẽ hỏi, sư đệ không đùa đấy chứ? Ngô Bình nghiêm mặt đáp, bác sĩ không nói đùa. Hít một hơi thật sâu, Dương mộ bạch nói, nếu sư đệ có thể trị khỏi giúp anh, anh sẽ vô cùng cảm kích. Có vài câu Dương mộ bạch không nói ra, nếu không phải vì tim gặp vấn đề, ông đã trở thành võ thần từ lâu, tu vi có khi còn cao hơn đại sư huynh. Bệnh tim là niềm hối tiếc lớn nhất của ông, là tâm bệnh thật sự ngô bình cười bảo anh là sư huynh của em mà sư đệ giúp sư huynh là chuyện nên làm anh đừng khách sáo dương mộ bạch vui vẻ nói được sau khi chuyện động tiên được giải quyết anh sẽ nhờ cậu chữa bệnh cho anh cả hai tán gẫu được một lúc thì có một đám cao thủ xuất hiện dương mộ bạch bảo ngô bình về nghỉ ngơi trước rồi dẫn người đến thẳng động tiên không cần nghĩ ngô bình cũng biết kết quả thần thiên giáo rời đi một cách không cam lòng sau đó động tiên thuộc về thần võ ti. Tôi ấy về nhà, Ngô Mi và Trương Lệ đã nghỉ ngơi, Chu Thanh niên chưa ngủ mà vẫn còn chờ Ngô Bình. Hôm nay, lúc Dương Mộ Bạch đến, cô ấy đã đứng ở tầng hai trộm nhìn mấy lần, cảm thấy đó là một đại cao thủ. Anh Ngô à, người đàn ông kia là ai vậy? Ngô Bình đáp, đó là nhị sư huynh của anh, nhị đương gia của thần võ ti, cao thủ cấp võ vương. Chương 164, anh em trong tù. Chu Thanh Nhiên sửng sốt, "Võ Vương ạ." À. Ngô Bình gật đầu, "Đại sư huynh của anh còn là võ thần cơ." Chu Thanh Nhiên vừa vui vừa ngạc nhiên, sau này chắc chắn anh cũng không thua kém gì họ. Ngô Bình rất tự tin vào điều này, khả năng nhìn xuyên thấu có hỗ trợ rất lớn trong tu hành, anh tin rằng mình sẽ đạt đến trình độ của hai vị sư huynh trước năm 30 tuổi, hay thậm chí là vượt qua họ. Hai người hàn huyên thêm mấy câu thì Chu Thanh Nhiên nói, "Anh Ngô, để em bảo người chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh." ngô bình chưa ăn tối nên gật đầu ngay sau khi tu hành thực lực của ngô bình tăng nhanh mà sức ăn của anh cũng tăng mạnh biết vậy nên chu thanh niên đã thuê hẳn hai người đầu bếp nấu ăn riêng cho anh trên bàn có bốn món mặn một món canh và bánh ngô bình đang đói nên ăn như gió cuốn mây bay loáng cái bàn ăn đã trống trơn chu thanh niên cười híp mắt bên cạnh rồi nói anh ngô ngày mai em phải về tỉnh rồi em đã dặn đầu bếp nên anh không phải lo về khoản ăn uống đâu Ngô Bình hỏi, sao em về đột xuất thế? Chu Thanh niên, hai nhà máy hóa chất của ông em có vấn đề, hàng thì ế, vốn thì căng nên em phải về để xử lý. Ngô Bình quan tâm hỏi, sao lại ế hàng được, có vấn đề gì à? Ngô Bình thở dài nói, hai nhà máy của ông em đều ở tỉnh, giá trị sản lượng mỗi năm hơn 30 tỷ, chủ yếu là phân hóa học, sợi nhân tạo dầu và chất đốt. Mấy năm nay, để mở rộng nhà máy nên ông em đều vay ngân hàng, nhưng năm nay tình hình kinh tế không ổn, tiêu thụ lại kém nên hàng tồn nhiều, gây thất thoát vốn. Ngô Bình, thanh niên, em định giải quyết thế nào? Chu thanh niên cười trừ, em cũng chưa biết, nhưng vẫn phải về xem sao. Dạo này, có một tập đoàn hóa chất ở tỉnh có quy mô lớn hơn công ty nhà em gấp 10 lần đang có ý mua lại công ty của nhà em. Nếu bí quá thì chắc ông em sẽ bán cho họ. Ngô Bình cao mày, ông nội em kinh doanh nhiều năm rồi thì mới có quy mô như hiện giờ, bán thế thì tiếc lắm. Chu Thanh Nhiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng còn cách gì khác đâu. Nếu không bán thì cứ thâm hụt vốn thế này, sớm muộn cũng phải tuyên bố phá sản thôi. So với phá sản thì bán đi sẽ là tốt nhất. Ngô Bình, bên kia trả bao nhiêu? Một tỷ, Chu Thanh Nhiên nói, giá này không cao, nhưng ngoài họ ra thì không ai mua nổi công ty nhà em đâu. Ngô Bình lắc đầu, hai công ty mỗi năm ít nhất có mấy trăm triệu tiền lãi, giá đó bán sao được. Chu Thanh Nhiên, đúng thế, năm ngoái lợi nhuận của hai công ty suýt cả tỷ lận. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, Thanh Nhiên, có phải chỉ cần có thêm tiền đầu tư là nhà máy có thể duy trì hoạt động được không? Chu Thanh Nhiên gật đầu, thị trường cũng có lúc nọ lúc kia, chỉ cần thêm một năm nữa, em tin mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Nhưng vấn đề là phía ngân hàng không cho nhà em vay nữa rồi. Ngô Bình hỏi dò, đang thiếu bao nhiêu vốn? Chu Thanh Nhiên, nhiều lắm, tạm thời thì khoảng 2 tỷ, nhưng lâu dài thì cả chục tỷ đấy Dứt lời cô ấy lắc đầu dạo này ông em đang giàu lắm ngô bình nói để anh nghĩ cách cho ngô bình nghệt mặt ra anh ngô có cách ạ ngô bình gật đầu anh có mấy người quen để hôm nào anh hỏi họ xem sao chu thanh niên mừng rỡ rồi ôm chầm lấy ngô bình nói anh ngô cảm ơn anh ngô bình đứng hình không nhịn được mà vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy người chu thanh niên run lên rồi ngả đầu vào vai anh, má cô ấy đã đỏ bừng. Ngô Bình nhìn lên tầng trên, thấy mẹ và em gái mình đã ngủ, anh ho khan nói, thanh niên, chúng ta về phòng nói chuyện đi. Mặt chu thanh niên càng đỏ hơn, cô ấy lý nhí vâng lời. Người Ngô Bình nóng lên rồi nhanh chóng kéo chu thanh niên để về phòng tâm sự. Xong, hai người vừa đứng dậy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngô Bình nổi giận, không biết đêm hôm rồi mà ai còn gọi tới nữa màn hình hiện tên Chu Phù Sinh, nhìn thấy tên đó, Mạc Lâm thần mỉm cười rồi nghe máy ngay, "Phù Sinh, cuối cùng anh cũng nhớ mà gọi cho em rồi hả?" Nhưng đầu bên kia lại vang lên một giọng nữ xa lạ, cô ấy run rẩy nói, "Anh là Ngô Bình ạ." Ngô Bình cao mày, "Đúng, cô là ai?" Cô gái bật khóc nói, "Anh Ngô Bình, trước kia anh em thường hay nhắc đến anh, nói anh giỏi lắm. Anh Ngô Bình, anh có thể cứu em không ạ?" Ngô Bình nói, "Em là em gái của Phù Sinh à?" phù sinh đâu. Anh em, hu hu, nửa năm trước, anh ấy bị người người phụ nữ xấu xa hại chết rồi, em cũng bị bọn ấy khống chế bị ép đi khách, hu hu, giờ em sống không bằng chết, anh ngô bình, xin anh cứu em với. Đúng lúc này, anh nghe thấy có tiếng gào thét vang lên ở bên đó, mẹ con khốn này, mày gọi cho ai thế hả? Sau đó là một tiếng động mạnh, điện thoại ù lên, hình như bị ai đó đập vỡ. Ngô Bình nhăn mặt rồi bừng sát khí, khi anh mới vào tù, chỉ là một cậu sinh viên yếu ớt trói gà không chặt, đương nhiên sẽ bị người khác bắt nạt. Ngày đầu tiên, anh đã bị một nhóm người đánh cho tơi tả, hôm nào cũng phải làm những việc rất bẩn, cơm cũng không được ăn. Mấy ngày sau, anh không trụ được nữa, cảm thấy mình sắp chết rồi. Lúc này, có một thanh niên mặt sẹo khoảng 27 tuổi ném cho anh một cái bánh bao, người đó chính là Chu Phủ Sinh. Đến giờ, anh vẫn không thể quên được ánh mắt của anh ấy bởi chỉ nhìn vào đó một cái, anh đã thấy được sự nhiệt huyết và chân thành. Đó là một cảm giác kỳ lạ, đến giờ anh vẫn thấy khó hiểu. Sự nhiệt huyết của anh ấy khiến anh cũng sụp sôi tinh thần, còn sự chân thành của anh ấy khiến anh thấy cảm động. Ở tù thì đầu tiên là phải sống, mày là sinh viên đúng không, để lát anh hỏi quản giáo xem có việc gì cho mày làm không nhé, Chu phù sinh nói rồi bỏ đi luôn. Sau đó, không còn ai dám đánh Ngô Bình nữa, vì Chu phù sinh nói Ngô Bình là sinh viên. Nhân phẩm tốt, không ai được bắt nạt anh. Về sau, hai người trở nên thân thiết và là anh em sống chết có nhau. Tiếp đó, Ngô Bình nhận được truyền thừa, anh lập tức giúp Chu Phù Sinh giảm án tù, vì thế anh ấy được thả sớm hơn Ngô Bình nửa năm. Ban đầu, Chu Phù Sinh còn hay gọi tới, nhưng lâu dần thì anh ấy không gọi nữa, Ngô Bình ở tù nên không thể tìm anh ấy được. Sau khi Ngô Bình ra tù, cũng đã nhờ người thăm dò về Chu Phù Sinh nhưng vẫn không có tin tức gì, anh ấy như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đến hôm nay, Ngô Bình mới biết là Chu Phù Sinh đã bị người ta hại chết. Phù Sinh, anh yên tâm, em sẽ không tha cho kẻ đã hại anh đâu, Ngô Bình thầm gào thét trong lòng với ánh mắt bừng sát khí. Chương 164, anh em trong tù. Chu Thanh Nhiên sửng sốt, Võ Vương ạ. À. Ngô Bình gật đầu, đại sư huynh của anh còn là võ thần cơ. Chu Thanh Nhiên vừa vui vừa ngạc nhiên, sau này chắc chắn anh cũng không thua kém gì họ. Ngô Bình rất tự tin vào điều này, khả năng nhìn xuyên thấu có hỗ trợ rất lớn trong tu hành, anh tin rằng mình sẽ đạt đến trình độ của hai vị sư huynh trước năm 30 tuổi, hay thậm chí là vượt qua họ. Hai người hàn huyên thêm mấy câu thì Chu Thanh Nhiên nói, anh Ngô, để em bảo người chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh. Ngô Bình chưa ăn tối nên gật đầu ngay. Sau khi tu hành, thực lực của Ngô Bình tăng nhanh mà sức ăn của anh cũng tăng mạnh, biết vậy nên chu thanh niên đã thuê hẳn hai người đầu bếp nấu ăn riêng cho anh trên bàn có bốn món mặn một món canh và bánh ngô bình đang đói nên ăn như gió cuốn mây bay loáng cái bàn ăn đã trống trơn chu thanh niên cười híp mắt bên cạnh rồi nói anh ngô ngày mai em phải về tỉnh rồi em đã dặn đầu bếp nên anh không phải lo về khoản ăn uống đâu ngô bình hỏi sao em về đột xuất thế chu thanh niên hai nhà máy hóa chất của ông em có vấn đề hàng thì ế, vốn thì căng nên em phải về để xử lý. Ngô Bình quan tâm hỏi, sao lại ế hàng được, có vấn đề gì à? Ngô Bình thở dài nói, hai nhà máy của ông em đều ở tỉnh, giá trị sản lượng mỗi năm hơn 30 tỷ, chủ yếu là phân hóa học, sợi nhân tạo dầu và chất đốt. Mấy năm nay, để mở rộng nhà máy nên ông em đều vay ngân hàng. Nhưng năm nay tình hình kinh tế không ổn, tiêu thụ lại kém nên hàng tồn nhiều, gây thất thoát vốn. Ngô Bình, thanh niên, em định giải quyết thế nào? Chu thanh niên cười trừ, em cũng chưa biết, nhưng vẫn phải về xem sao. Dạo này, có một tập đoàn hóa chất ở tỉnh có quy mô lớn hơn công ty nhà em gấp 10 lần đang có ý mua lại công ty của nhà em. Nếu bí quá thì chắc ông em sẽ bán cho họ. Ngô Bình cao mày, ông nội em kinh doanh nhiều năm rồi thì mới có quy mô như hiện giờ, bán thế thì tiếc lắm. Chu thanh niên tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng còn cách gì khác đâu. Nếu không bán thì cứ thâm hụt vốn thế này, Sớm muộn cũng phải tuyên bố phá sản thôi. so với phá sản thì bán đi sẽ là tốt nhất. Ngô Bình, bên kia trả bao nhiêu? một tỷ. Chu Thanh Nhiên nói, giá này không cao, nhưng ngoài họ ra thì không ai mua nổi công ty nhà em đâu. Ngô Bình lắc đầu, hai công ty mỗi năm ít nhất có mấy trăm triệu tiền lãi, giá đó bán sao được? Chu Thanh Nhiên, đúng thế, năm ngoái lợi nhuận của hai công ty suýt cả tỷ lận. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, Thanh Nhiên có phải chỉ cần có thêm tiền đầu tư là nhà máy có thể duy trì hoạt động được không? Chu Thanh Nhiên gật đầu, thị trường cũng có lúc nọ lúc kia, chỉ cần thêm một năm nữa, em tin mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Nhưng vấn đề là phía ngân hàng không cho nhà em vay nữa rồi. Ngô Bình hỏi dò, đang thiếu bao nhiêu vốn? Chu Thanh Nhiên, nhiều lắm, tạm thời thì khoảng 2 tỷ, nhưng lâu dài thì cả chục tỷ đấy. Dứt lời, cô ấy lắc đầu, dạo này, ông em đang giàu lắm ngô bình nói để anh nghĩ cách cho ngô bình nghệt mặt ra anh ngô có cách ạ à? ngô bình gật đầu anh có mấy người quen để hôm nào anh hỏi họ xem sao chu thanh niên mừng rỡ rồi ôm chầm lấy ngô bình nói anh ngô cảm ơn anh ngô bình đứng hình không nhịn được mà vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy người chu thanh niên run lên rồi ngả đầu vào vai anh má cô ấy đã đỏ bừng ngô bình nhìn lên tầng trên thấy mẹ và em gái mình đã ngủ anh ho khan nói, thanh niên, chúng ta về phòng nói chuyện đi. Mặt chu thanh niên càng đỏ hơn, cô ấy lý nhí vâng lời. Người ngô bình nóng lên rồi nhanh chóng kéo chu thanh niên để về phòng tâm sự. Xong, hai người vừa đứng dậy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngô bình nổi giận, không biết đêm hôm rồi mà ai còn gọi tới nữa. Màn hình hiện tên chu phù sinh, nhìn thấy tên đó, mạc lâm thần mỉm cười rồi nghe máy ngay, phù sinh cuối cùng anh cũng nhớ mà gọi cho em rồi hả? Nhưng đầu bên kia lại vang lên một giọng nữ xa lạ, cô ấy run rẩy nói, anh là Ngô Bình ạ. Ngô Bình cao mày, đúng, cô là ai? Cô gái bật khóc nói, anh Ngô Bình, trước kia anh em thường hay nhắc đến anh, nói anh giỏi lắm. Anh Ngô Bình, anh có thể cứu em không ạ? Ngô Bình nói, em là em gái của Phù Sinh à? Phù Sinh đâu? Anh em, hu hu, nửa năm trước anh ấy bị người người phụ nữ xấu xa hại chết rồi, em cũng bị bọn ấy khống chế bị ép đi khách, hu hu, giờ em sống không bằng chết, anh ngô bình, xin anh cứu em với. Đúng lúc này, anh nghe thấy có tiếng gào thét vang lên ở bên đó, mẹ con khốn này, mày gọi cho ai thế hả? Sau đó là một tiếng động mạnh, điện thoại ù lên, hình như bị ai đó đập vỡ. Ngô Bình nhăn mặt rồi bừng sát khí. Khi anh mới vào tù, chỉ là một cậu sinh viên yếu ớt chói gà không chặt, đương nhiên sẽ bị người khác bắt nạt. Ngày đầu tiên, anh đã bị một nhóm người đánh cho tơi tả, hôm nào cũng phải làm những việc rất bẩn, cơm cũng không được ăn. Mấy ngày sau, anh không trụ được nữa, cảm thấy mình sắp chết rồi. Lúc này, có một thanh niên mặt sẹo khoảng 27 tuổi ném cho anh một cái bánh bao, người đó chính là Chu Phủ Sinh. Đến giờ, anh vẫn không thể quên được ánh mắt của anh ấy. Bởi chỉ nhìn vào đó một cái, anh đã thấy được sự nhiệt huyết và chân thành. Đó là một cảm giác kỳ lạ, đến giờ anh vẫn thấy khó hiểu. Sự nhiệt huyết của anh ấy khiến anh cũng sụp sôi tinh thần, còn sự chân thành của anh ấy khiến anh thấy cảm động. Ở tù thì đầu tiên là phải sống, mày là sinh viên đúng không, để lát anh hỏi quản giáo xem có việc gì cho mày làm không nhé, chu phù sinh nói rồi bỏ đi luôn. Sau đó, không còn ai dám đánh Ngô Bình nữa, vì chu phù sinh nói Ngô Bình là sinh viên, nhân phẩm tốt, không ai được bắt nạt anh. Về sau, Hai người trở nên thân thiết và là anh em sống chết có nhau. Tiếp đó, Ngô Bình nhận được truyền thừa, anh lập tức giúp Chu Phù Sinh giảm án tù, vì thế anh ấy được thả sớm hơn Ngô Bình nửa năm. Ban đầu, Chu Phù Sinh còn hay gọi tới, nhưng lâu dần thì anh ấy không gọi nữa, Ngô Bình ở tù nên không thể tìm anh ấy được. Sau khi Ngô Bình ra tù, cũng đã nhờ người thăm dò về Chu Phù Sinh, nhưng vẫn không có tin tức gì, anh ấy như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đến hôm nay, Ngô Bình mới biết là Chu Phù Sinh đã bị người ta hại chết. Phù Sinh, anh yên tâm, em sẽ không tha cho kẻ đã hại anh đâu, Ngô Bình thầm gào thét trong lòng với ánh mắt bừng sát khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 13.